Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở bài học số 3. Là tiếp theo là bài học về tôi sẽ hướng dẫn về cái bảng giá các máy và thiết bị thi công. Trong cái bài học số 3 này thì chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Có 5 nội dung. Thứ nhất là định nghĩa về cái bảng giá các máy là gì. Thứ hai là chúng ta sẽ tính toán cái đơn giá các máy và thiết bị thi công. Công thức tính của nó như thế nào, là cụ thể hiện nay là chúng ta tính thời điểm tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn dùng cái thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành ở trong phụ lục số 6 của trong thông tư. Tiếp theo, mục thứ ba là chúng ta sẽ được thực hành việc tính đơn giá của một cái máy bằng tay trên Excel. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải mở một cái màn hình Excel trắng ra. Chúng ta sau khi đã học phần lý thuyết công thức tính trong thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thì chúng ta sẽ dựa vào công thức đó, những hướng dẫn như thế, những số liệu và những cái công thức tính mà trong thông tư họ hướng dẫn để chúng ta tự làm bằng tay trên một cái file Excel trắng. Đấy, chúng ta sẽ tự tra công thức, tự tra số liệu, tự thành lập công thức để mà tính toán. Mục thứ tư là chúng ta sẽ thao tác cái việc tính toán giá các máy đấy trên phần mềm dự toán G8. Thì phần mềm dự toán G8 là một trong những cái phần mềm mà nó rất là mạnh và được sử dụng rất là phổ biến trên cả nước, từ các sở xây dựng, sở giao thông, sở nông nghiệp, rồi các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, rồi các nhà thầu xây lắp được sử dụng rất là nhiều. Và nó rất là đơn giản, dễ dùng. Tính năng thì mạnh nhưng mà rất dễ, rất đơn giản và dễ dùng. Đấy. Thì chúng tôi sử dụng phần mềm dự toán G8 để mà giúp chúng ta thao tác trên máy. Sau khi chúng ta đã hiểu được công thức tính, đã hiểu được cái cách tính bằng tay rồi, thì khi mà thực tế áp dụng trong công trình thực tế thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm để tính toán. Thế cho nên là sẽ có một cái mục thứ tư là mục mà hướng dẫn tính trên dự toán G8. Tiếp theo thì mục cuối cùng là áp đơn giá các máy do tỉnh công bố sẵn. Thì áp dụng với những trường hợp mà tỉnh họ có những cái bảng giá các máy và thiết bị thi công sẵn, một cái quyển sách nó chừng độ khoảng vài chục trang, trong đấy họ đã công bố sẵn giá các máy, thì chúng ta áp cái giá các máy như thế nào đấy, cho nó thuận tiện nhất. Thì như vậy là hôm nay chúng ta sẽ có 5 cái nội dung này. Đầu tiên, mục thứ nhất là bảng giá các máy là gì, thì tôi đưa sang cái màn hình của phần mềm dự toán G8. Thì tôi nhắc lại, trong cái khoa học này thì tôi vẫn nhắc lại là tôi lấy đơn vị là một công trình ra để hướng dẫn. Thế cho nên cái bảng giá các máy đấy, hay cái bảng giá vật liệu, hay nhân công, hay tất cả tính dự toán, quyết toán, đấu thầu ấy, thì nó xoay quanh cái một công trình đấy, xoay quanh một cái công trình đó. Vâng. Đứng trên cái quan điểm đó thì cái định nghĩa về bảng giá các máy rất đơn giản như sau, là cái bảng mà thể hiện các loại máy móc và thiết bị thi công đấy, phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ trong việc thi công, xây dựng, hoàn chỉnh, hoàn thiện một công trình hay là một cái dự án nào đó đấy. Thì đấy là cái định nghĩa rất đơn giản. Thế cấu trúc của cái bảng giá các máy gồm những, thứ nhất là số tự, chúng ta đánh số tự từ 1, 2, 3, 4 trở đi. Tiếp theo là mã số máy đấy. Tiếp theo là tên của các loại máy, ví dụ như máy cần trục, cần cọc 10 tấn, máy đầm bàn, máy đào, máy hàn, vân vân, máy ủi. Tiếp theo đơn vị tính. Đơn vị tính thì có lẽ là 100%. Tất cả các loại máy đều tính theo cái đơn vị là K. K thì được hiểu thế nào? K nó khác với công của phần nhân công ở đây. Công thì chỉ có người thợ là người ta trực tiếp thi công thôi, và người ta sử dụng những cái vật dụng cầm tay như là cái khoan hay là cái vam hay là cái kìm hay là cái tô vít, nó rất đơn giản đấy. Thế nhưng mà đối với cái ca máy thì người ta không dùng cái đơn vị tính là công mà người ta dùng là ca. Ca thì nó có ý nghĩa thế này, là 8 tiếng làm việc một ngày đấy, của cái máy đấy. Ví dụ máy cần trục 10 tấn này, máy đầm bàn này, máy trộn bê tông vân vân, kết hợp với cả người thợ vận hành điều khiển nó. Có thể là một người thợ, hai người thợ, ba người thợ, và có thể là một nhóm, có thể có các kỹ sư, có thể có thuyền trưởng, các thủy thủ, thợ điện, thợ máy vân vân. Thì như vậy một ekip của họ là có từ một người trở lên. Đấy.
có những cái máy mà dùng một người thợ lái là đủ rồi, nhưng có những cái như xà lan, như tàu, như thuyền chẳng hạn thì có một cả một ekip rất là nhiều người, từ thủy thủ, từ thợ điện vân vân, máy trưởng, thuyền trưởng vân vân. Đấy, như vậy ca, chúng ta hiểu là 8 tiếng làm việc một ngày của cái máy và ekip thợ, ekip thợ vận hành máy đó. Thông số tiếp theo là đơn giá ca máy. Đơn giá ca máy thì tính cho Việt Nam đồng cho một cái ca máy này, cho một cái ca máy này. Và cái đơn giá ca máy này thì thông thường có hai loại là giá ca máy gốc và giá ca máy hiện tại. Đấy, hay là giá ca máy thông báo do tỉnh thành phố công bố. Cái giá ca máy gốc này thì thông thường là lấy tại thời điểm mà tỉnh công bố các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa vân vân. Hoặc có thể là họ in thành một quyển độc lập, cũng có thể là họ để ở đằng sau các cái bộ sách phần xây dựng, phần lắp đặt vân vân nói trên. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái giá gốc nó như thế nào, thực tế nó như thế nào. Đấy, đấy thì tôi lấy một cái tỉnh bất kể. Đây, năm 2017 thì Ủy ban dân tỉnh Điện Biên họ công bố cái bộ sách đơn giá phần xây dựng lắp đặt khảo sát, và theo đó thì họ công bố luôn cái bảng giá ca máy và thiết bị công của tỉnh. Đấy, thì đây là cái tờ bìa ngoài cùng, tờ bìa ngoài cùng mà tôi chụp đó. Bây giờ chúng ta xem nội dung bên trong như thế nào. Chúng ta xem do Sở Xây dựng Điện Biên họ công bố, để họ xây dựng lên và Ủy ban dân tỉnh họ công bố. Đấy, đơn giá ca máy và thiết bị công theo quyết định số 128 ngày 15 tháng 2 năm 2017 do Sở Xây dựng ban hành. Đấy, quy định và hướng dẫn áp dụng để Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Đấy, thì đây chính là một cái bảng giá ca máy của tỉnh Điện Biên. Thì cái con số mà đơn giá ca máy gốc ấy, thì nếu ở thành phố Điện Biên thì chúng ta sẽ lấy ở cái cột giá ca máy thành phố Điện Biên. Đấy, đồng. Ví dụ như là máy đào một cầu bánh xích 0,4 mét khối này thì ở đây là 1.532.722 đồng cho một ca. Ở giữa các huyện thì là 1.522.522 đồng cho một ca. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái giá gốc đây, giá gốc đây thì chính là cái giá gốc tương ứng với cột này đây. Đấy, và theo thời gian thì có thể tỉnh họ sẽ công bố lại cái bảng giá ca máy mới bằng một cái tài liệu mới, tức là một quyển sách mới độ khoảng vài chục trang đấy, 3-40 trang, thì họ sẽ công bố lại cái giá mới, thì chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Thì đến cuối phần cuối tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà áp giá lắp lại giá ca máy theo công bố mới của tỉnh, thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái giá ca máy này. Làm thế nào mà Sở Xây dựng họ tính ra được con số này, thì bây giờ tôi sẽ đến sang phần 2. Phần 2 của cái bài học số 3 là gì ạ? Là công thức tính đơn giá ca máy. Công thức tính đơn giá ca máy. Đến bài học số 3 là chúng ta học về phần giá ca máy. Thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng đến một thông tư. Tính đến tháng 2 năm 2019, đầu tháng 2 năm 2019, thì cái thông tư để mà tính đơn giá ca máy cũng như là để mà tính chi phí đầu tư xây dựng, tính dự toán rồi là quyết đấu thầu đấy ạ. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thông tư vô cùng quan trọng. Tôi nhắc lại cái thông tư rất quan trọng, vô cùng quan trọng là thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Đấy, được ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016. Đấy. Thì ở trang số 83 trang số 83 ở phụ lục số 6 là Bộ Xây dựng có một cái phụ lục hướng dẫn về phương pháp xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng. Tất nhiên phụ lục số 6 này nó nằm ở trong thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng. Đây. Đây. Bây giờ chúng ta đi vào cái mục chính là công thức tính đơn giá ca máy. Thì ở đây trong phụ lục số 6 trong thông tư 06 Bộ Xây dựng là công thức số 6.1, ta thấy đây là 6.1 đấy ạ. Đấy, thì giá ca máy sẽ gồm có 5 thành phần.
Thứ nhất là chi phí khấu hao này, chi phí sửa chữa này, chi phí nhiên liệu năng lượng này, chi phí nhân công thợ đánh máy đấy ạ, rồi chi phí khác, chi phí khác đấy. Chi phí khác này chúng ta lưu ý là nó khác với cả máy khác nhé. Chi phí khác trong thành phần của cái máy, trong thành phần chi phí của một cái ca máy nó khác với cả máy khác, hai cái khác nhau. Đến phần định mức thì tôi sẽ nói về máy khác. Thế còn bây giờ chúng ta biết là cái chi phí khác trong máy nó là một cấu thành để tạo ra cái đơn giá ca máy. Đấy, thì có 5 thành phần: khấu hao, sửa chữa, nhiên liệu năng lượng và nhân công lái máy, thợ điều khiển máy và chi phí khác. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ khảo sát từng cái công thức và từng số liệu để mà tính cho mỗi chi phí trong 5 chi phí này. Đấy, sau khi học xong phần lý thuyết công thức tính toán thì chúng ta sẽ có một cái bài tập để các bạn sẽ tự làm bằng tay trên một cái màn hình Excel trắng trơn. Đấy, chúng ta sẽ tự làm từ đầu, tự tra công thức, tự tra số liệu, tự thành lập công thức vân vân, tự tính toán. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tính cái đầu tiên là chi phí khấu hao. Chi phí khấu hao ký hiệu là CKH bằng G trừ GTH nhân DKH chia cho NCA ở công thức số 6.2. Ở đây G được hiểu là nguyên giá mua máy ban đầu. Nguyên giá mua máy ban đầu. Đấy, nguyên giá mua máy ban đầu. Thì nguyên giá được Bộ Xây dựng xác định là cái giá mà chúng ta mua ban đầu. Đấy. Mua ban đầu. Và cái nguyên giá này nó bao gồm cả cái giá mua máy. Đấy. Tất nhiên là không tính đến các cái phụ tùng thay thế sau này, chúng ta không tính. Bao gồm giá mua máy này, rồi là thuế nhập khẩu nếu mà có, rồi là chi phí vận chuyển, ví dụ chúng ta mua ở Nhật, chúng ta mua ở Trung Quốc hay ở Hàn Quốc, chúng ta mua ở Nga về thì phải có chi phí ship, tiền vận chuyển về. Rồi là chi phí kho bãi khi mà nó nằm ở cảng vân vân, rồi là bốc xếp rồi bảo quản. Đấy, nó về đến doanh nghiệp chúng ta, công ty chúng ta rồi chúng ta lại phải có chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh, thử nghiệm, chạy thử, rồi là chuyển giao công nghệ. Đấy, chuyển giao công nghệ để cuối cùng ấy, cái người thợ lái máy ở trong công ty chúng ta họ vận hành được. Nói tóm lại, cái nguyên giá máy là cái giá trọn vẹn từ A đến Z để mà từ khi cái máy đó ấy, nó từ nước ngoài hay nó từ cái hãng bán máy, có thể ở trong nước, có thể ở ngoài nước đó, mà tất cả các chi phí mà nó phát sinh từ mua, từ thuế, từ kho bãi, từ vận chuyển, rồi từ chuyển giao công nghệ cho đến khi mà nó về tới công ty của chúng ta và cái người thợ chúng ta sẵn sàng vận hành nó. Đấy, đấy là nguyên giá ca máy, được định nghĩa như vậy. Thế thì cái nguyên giá này thì Bộ Xây dựng cho phép là lấy từ cái hợp đồng mua bán máy giữa đơn vị mua máy với cả cái đơn vị bán theo hợp đồng, hoặc là có thể là theo báo giá của nhà cung cấp. Đấy, thì là trong cái thông tư 06 Bộ Xây dựng hướng dẫn là như thế. Tuy nhiên thì trong thực tế khi mà chúng ta tính toán thì cái nguyên giá này theo hướng dẫn đây có vẻ như là không được áp dụng nhiều, mà thực tế chúng ta lại lấy ở các nguồn khác, như là có hai nguồn chúng ta lấy, có ba nguồn. Cái nguồn thứ nhất thì tất nhiên là theo lý thuyết ở đây rồi, là lấy theo hợp đồng chúng ta mua thực tế của cái nhà cung cấp. Đấy, trên hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ đấy ạ. Cách thứ hai là chúng ta lấy ở trong thông tư 06 năm 2010. Tôi nhắc lại là thông tư 06 năm 2010, tức là thông tư cũ đấy, cách đây là 9 năm đấy ạ. Thì trong đấy, trong thông tư đấy nó có một cái bảng phụ lục, nó nói về cái nguyên giá ca máy. Mặc dù cũ rồi nhưng mà chúng ta có thể áp dụng. Đấy. Cách thứ ba là chúng ta tính ngược lại nguyên giá từ cái bảng giá ca máy của tỉnh mà họ công bố. Thì cái phần này thì lát nữa đến phần thực hành đó thì tôi sẽ dẫn chi tiết chúng ta ở trên trực tiếp để chúng ta nhìn. Còn bây giờ tôi nói lý thuyết sơ đã để chúng ta hiểu tổng thể đã. Như vậy là nguyên giá là như vậy. Rồi. Tiếp theo G là nguyên giá này, tiếp theo GTH là cái giá trị mà chúng ta thu hồi khi mà chúng ta thanh lý cái máy nó cũ. Tôi lấy ví dụ, cái máy chúng ta dùng được 6 năm thì theo lý thuyết là nó hết khấu hao. Đấy, thì giả sử nó hết khấu hao như vậy thì thông thường là chúng ta không vứt đi ngay. Ví dụ cái máy ủi, máy đào hay là máy gì đấy thì chúng ta không vứt nó đi ngay, mà chúng ta có thể bán cho một cái gara để họ lấy linh kiện, họ lấy phụ tùng hay là họ như nào đấy, thì chúng ta được một khoản tiền.
thì cái GTH chính là thể hiện cái khoản mà chúng ta đã thu hồi lại được khi mà chúng ta bán thanh lý. TH tức là thu hồi đấy ạ, thu hồi khi chúng ta bán thanh lý. Thì cái GTH này được Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau. Đây là cái giá trị thu hồi khi thanh lý, thì giá trị này chỉ đối với những cái máy mà có nguyên giá, tức là cái giá mua ban đầu đấy ạ, bao gồm tất tần tật giá mua rồi tiền thuế nhập khẩu rồi tiền lắp đặt thiết bị vân vân đấy ạ. Thì nếu mà từ 30 triệu đồng trở lên đấy, thì mới bị trừ, tôi nhắc lại là bị trừ nhé chứ không được trừ đâu ạ, bị trừ thì mới bị trừ đi 10% của nguyên giá. Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta mua một cái máy 1 tỷ thì khi chúng ta tính khấu hao đấy là chúng ta bị trừ đi 10% của 1 tỷ, tức là chúng ta trừ đi 10% nhân 1 tỷ bằng 100 triệu. Như vậy là cái giá để mà chúng ta tính khấu hao ấy sẽ chỉ còn là 1 tỷ, mà trừ đi 100 triệu thì chỉ còn có 900 triệu thôi. Đấy. Và những cái máy nào nhỏ nhỏ vài triệu, răm 7 triệu, 10, 15 triệu, tức là nhỏ hơn 30 triệu thì chúng ta không bị trừ, không bị trừ cái thu hồi khi thanh lý này. Bởi vì những cái máy đấy có lẽ là nó nhỏ quá thì bán đồng nát có khi chẳng được bao nhiêu cả, thì người ta không trừ. Đấy, có nghĩa là như thế. GTH là như vậy nhé. Tóm lại là chúng ta sẽ từ 30 triệu trở lên thì chúng ta sẽ bị trừ đi 10%. Còn dưới 30 triệu, 29 triệu 9 trở xuống đấy ạ, thì là chúng ta không bị trừ. Nhắc lại như thế. Rồi tiếp theo là DKH, tức là định mức khấu hao. Định mức khấu hao. Và NCA, tức là số ca máy hoạt động trung bình trong một năm. Thì hai cái đại lượng DKH, tức là định mức khấu hao đấy ạ, trong một năm đấy ạ, và cái số ca hoạt động trung bình trong một năm, thì chúng ta sẽ phải lấy ở một cái tài liệu khác. Đấy là cái định mức số 1134 năm 2015 do Bộ Xây dựng công bố. Đấy. Mức 1134. Thì cái định mức số 1134 này thì chúng ta sẽ lấy ở đây. Chúng ta vào menu dự toán luật xây dựng, hoặc là chúng ta kích vào cái sheet luật xây dựng ở trong phần mềm dự toán G8. Thì tôi giới thiệu sơ sơ, thì trong cái sheet luật xây dựng này thì nó bao gồm hầu hết các cái luật của chính phủ, của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ khác liên quan đến việc mà chúng ta tính dự toán, quyết toán hồ sơ đấu thầu hay tổng đầu tư vân vân cho một cái dự án, một công trình. Đấy. Thì ở phía trên phần 15 mã là các cái văn bản của chính phủ, ví dụ như là cái nghị định 32 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hay là nghị định 59 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hay là nghị định 63 về luật đấu thầu chẳng hạn, vân vân. Mục 25 mã là các cái luật của Bộ Xây dựng, phía trên là các cái định mức, ví dụ định mức phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, vân vân đấy ạ. Rồi phía dưới là các cái thông tư rất quan trọng, ví dụ như thông tư 06 hay 16 của Bộ Xây dựng mà tôi vừa nói đấy, quan trọng thứ năm ở đây, thì chúng ta bấm vào đây để tải về. Chúng ta bấm vào đây để tải về. Thế còn cái định mức mà chúng ta vừa quan tâm, vừa học ấy, là cái định mức số 1134 năm 2015 nó nằm ở đây. Thì nhân tiện tôi hướng dẫn luôn cái việc tải cái thông tư 06. Chúng ta xuống cái mục là thông tư 06 hay 16 thông tư Bộ Xây dựng, thì ở cột ngoài đây nó có cột tải về, chúng ta kích vào đây. Thì nó sẽ mở ra cái website của Bộ Xây dựng. Website là moc.gov.vn. Thì đây là website chính thức của Bộ Xây dựng. Thì chúng ta rất yên tâm. Tất cả các văn bản, các định mức, các thông tư, các quyết định ở trên này thì hoàn toàn là yên tâm, bởi vì đây là cái nguồn, cái website chính thống của Bộ Xây dựng. Thì thông tư 06 hay 16 là đây. Và chúng ta lưu ý có cái tệp đính kèm, chúng ta kích vào đây để tải về. Đấy, đấy là cái thông tư 06. Các bạn sẽ thực hành bằng cách tải về nhé, để các bạn xem cái công thức tính ở phụ lục 6. Ok chưa ạ? Bây giờ tôi sẽ tải cái định mức số 134 về xác định cách tính về các cái định mức ca máy và thiết bị công. Tôi bấm tải về. Thì tôi cũng mở cái website của Bộ Xây dựng ra, moc.gap.vn. Ở đây thì là chúng ta, thì đây có tệp đính kèm là định mức số 134 ở đây, mùng 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng. Thì có tệp đính kèm, chúng ta sẽ kích vào đây để mở ra. Đấy. Thì đây là cái tệp đính kèm mà liên quan đến cái định mức ca máy. Đây. Đấy. Mức ca máy.
Thế thì chúng ta nên là kích vào cái mục này để chúng ta tải nó xuống. Đấy, chúng ta nên tải nó xuống để chúng ta sử dụng cho tiện. Đấy. Đây, tôi đã tải xuống rồi và bây giờ thì tôi sẽ mở nó ra để sử dụng luôn cho tiện. Đây, tôi đã tải định mức số 134/2015 đây. Đây. Bộ xây dựng số 134 ngày 8 tháng 10 năm 2015 quyết định về công bố định mức để mà xác định giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng. Đấy. Thì tôi đang nói đến cái phần mà chi phí khấu hao, đúng chưa ạ? Thì ở đây chúng ta thấy ạ, định mức phần trăm khấu hao là cột số 4, số 4. Trước khi đi chi tiết thì tôi hướng dẫn. Ở đây thì có cột là loại máy và thiết bị, tức là bộ xây dựng liệt kê các loại máy móc thiết bị thi công, ví dụ máy đào, máy xích này, dung tích gầu 0,4, 0,5 khối, 1,25 khối. Rồi các loại máy đào khác. Đấy. Máy ủi, các loại máy cạp, máy san, máy đầm bánh hơi, máy đầm dung, rồi cân trục 3 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 10 tấn vân vân thì có rất nhiều. Chúng ta tải file định mức này về và chúng ta theo dõi thêm nhé. Rồi, bây giờ tôi quay trở lại cái vấn đề về cái chi phí khấu hao. Khấu hao. Ở đây chúng ta quan tâm hai đại lượng, một là cái định mức khấu hao. Định mức khấu hao. Đây là 17%. Chúng ta nhớ đây là phần trăm nhé. Ví dụ cái máy đào một gầu bánh xích 0,4 mét khối ấy, thì cái tỷ lệ khấu hao của nó hay gọi là định mức khấu hao là 17% cho một năm. 17% một năm. Và số ca trên một năm ở cột số 3 là 260 ca. Thế thì đây chúng ta sẽ lắp vào đây ạ. Định mức khấu hao đúng chưa là 17% một năm. Và NCA tức là số ca một năm và chúng ta trả đây là 260. Chúng ta sẽ lắp số liệu vào đây. Ok chưa ạ? Đấy. Như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong cái lý thuyết để chúng ta xác định chi phí khấu hao. Và lát nữa tôi sẽ dành một cái bài tập để chúng ta tính hẳn một cái máy và chúng ta sẽ tự thành lập công thức tính chi phí khấu hao sau. Bây giờ chúng ta đi tiếp phần lý thuyết. Chi phí thứ nhất là chi phí khấu hao, đúng chưa? Chi phí thứ hai là chi phí sửa chữa. Chi phí sửa chữa, đúng chưa? Chúng ta xem. Chi phí sửa chữa ở xác định ở công thức số 6.3 trong phụ lục 6 thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng ban hành. Chi phí sửa chữa sẽ bằng gì ạ? Bằng nguyên giá máy là G nhân với cả D sửa chữa chia cho NCA. G này là nguyên giá mua máy ban đầu, thì tôi đã giải thích kỹ ở phần trên rồi. Đấy, tức là giá mua máy cộng chi phí vận chuyển, rồi chi phí rồi thuế nhập khẩu nếu có, rồi là chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh, thử nghiệm, rồi là đào tạo, chuyển giao công nghệ vân vân, để người thợ chúng ta sẵn sàng vận hành nó, được gọi là cái nguyên giá nhân với cả D sửa chữa, tức là định mức sửa chữa trong một năm, chia cho NCA, tức là số ca máy vận hành trung bình trong một năm. Đấy. Trong đó cái định mức sửa chữa và cái số ca máy vận hành trong một năm thì chúng ta vẫn tuân thủ và lấy số liệu ở trong cái định mức số 134/2015 Bộ Xây dựng ban hành. Đây chúng ta thấy ạ. Định mức sửa chữa, ví dụ như cái máy này là 5,8% một năm. Cái máy mà này thì là có 4% thôi. Máy đào một gầu bánh hơi 0,75 mét khối một gầu đấy thì 5,4. Cái này là 4,7% một năm. Đấy, vân vân, tùy từng máy. Thì cái này bộ xây dựng người ta đã khảo sát hay là tính toán sau đó để người ta công bố chúng ta cái con số liệu này. Và chúng ta chỉ việc tra cái bảng này để chúng ta lấy số liệu để sửa chữa ở đây. Số ca một năm thì vẫn là cột số 3. Ví dụ máy này 260 này. Đấy, nhưng máy khác có thể nó sẽ cao hơn thấp hơn. Ví dụ máy này chỉ có 230 thôi. Máy này 250 ca trong một năm, vân vân. Đấy. Rồi. Thế như vậy, tôi lấy ví dụ như cái máy đào một cái bánh xích trong trường hợp này gì ạ? D sửa chữa là 5,8%. Đấy. Còn cái số ca một năm là 260 ca thì chúng ta sẽ lắp nó vào đây. D sửa chữa 5,8, cái này là 260. 5,8% 260 ca lắp vào đây. Như vậy là chúng ta đã tính xong cái chi phí sửa chữa. Và lát nữa chúng ta sẽ có trong bài thực hành, chúng ta sẽ có phần tính toán cái sửa chữa này trên file Excel trắng, cũng như là thực hành trên phần mềm dự toán G8. Chi phí nhiên liệu năng lượng thì tôi sẽ nói sau. Lương thợ điều khiển tôi nói sau. Bây giờ tôi nói chi phí khác trong cái thành phần máy đã, bởi vì nó tương tự như cái chi phí khấu hao và chi phí sửa chữa.
chi phí khác đấy, trong cấu thành của đơn giá cá máy sẽ bằng gì ạ? Bằng nguyên giá máy nhân với cả định mức khác, định mức khác trong một năm chia cho số cá máy trong một năm. Chỗ này có lẽ là bộ dựng ghi chữ GK này có lẽ là không hợp lý lắm, chỗ này là nên ghi là D. DK tức là định mức chi phí khác trong một năm thì hơn là chữ G. Thôi không sao, chúng ta không quan trọng cái điều đó, chúng ta chỉ cần biết rằng ạ, công thức tính chi phí sửa chữa à chi phí khác trong cái máy là gì ạ? Lấy nguyên giá máy, chúng ta lưu ý là nguyên giá máy mà không bị trừ đi cái thu hồi khi thanh lý. Chúng ta lấy nguyên 100% nguyên giá máy nhân với cả định mức chi phí khác trong một năm và chia cho số ca máy trong một năm. Và đây chính là công thức số 6.6 trong thông tư 06/2016 Bộ Dựng Vận Hành. Đấy. DK là DK và NCA định mức khác, định mức chi phí khác cũng như là số ca một năm thì chúng ta tuân thủ theo cái hướng dẫn ở trong thông trong cái định mức số 1 và 4. Chi phí khác nằm ở cột số 6. Ví dụ cái máy đào này là gì ạ? 5% một năm. Và số ca một năm là gì ạ? 260 ca. Đấy, có máy thì 5% nhưng có máy có thể là khác đi chứ không phải máy nào cũng 5%. Đây cái này có 4 này. Đấy, cái này 5%, 5%. Cái này 6% này, vân vân. Thì cái này do Bộ Xây dựng người ta khảo sát, người ta quy định rồi. Chúng ta chỉ việc tra bảng và áp dụng thôi ạ. Đấy. Chốt lại, đối với cái máy này chẳng hạn, lát nữa chúng ta sẽ làm bài tập thì sao ạ? Chi phí khác sẽ là 5% và số ca một năm là 260 ca. Đấy, chúng ta sẽ lắp nó vào đây, vào đây thì chúng ta tính xong được cái chi phí máy khác, chi phí khác trong đơn giá ca máy. Đấy. Đó là ba chi phí, công thức tính nó tương tự như nhau. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chi phí nhiên liệu năng lượng. Nhiên liệu ở đây thì chúng ta sử dụng ba loại nhiên liệu, một là dầu diesel, hai là xăng và ba là dầu mazut. Trong xây dựng thì chủ yếu sử dụng cái dầu diesel và xăng là nhiều. Thế còn năng lượng ở đây thì chủ yếu chúng ta sử dụng điện. Điện thì ạ. Vâng. Thì cái công thức số 6.4 trong thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng Ban hành hướng dẫn về chi phí nhiên liệu năng lượng sẽ bằng gì ạ? Sigma của định mức nhiên liệu của máy thứ Y nhân giá nhiên liệu hoặc năng lượng thứ Y nhân với KPI. KPI là hệ số nhiên liệu phụ thứ Y. Y ở đây chạy từ 1 tới N. N là tổng số loại nhiên liệu mà cái máy nó sử dụng. Tuy nhiên thì thông thường cái N này sẽ bằng 1. Bởi vì sao? Bởi vì một cái máy thì thông thường nó sử dụng một loại nhiên liệu. Ví dụ máy đầm cóc chẳng hạn nó dùng là xăng chẳng hạn. Ví dụ như máy trộn bê tông chẳng hạn nó dùng điện chẳng hạn. Hay là cái máy lu, máy ủi chẳng hạn nó dùng dầu diesel chẳng hạn. Thì như vậy là mỗi một loại máy thì thông thường nó chỉ sử dụng một loại nhiên liệu. Cho nên cái sigma này có thể bỏ đi bởi vì nó chỉ có một thôi ạ. Đấy, N bằng 1 tức là chạy từ 1 đến 1 thì chúng ta bỏ cái sigma đi cũng được. Đấy, duy nhất chỉ có một cái thứ là chạm trộn bê tông rồi là chạm trộn bê tông asphalt thì nó sử dụng nhiều loại nhiên liệu. Nhưng mà cái các cái nhiên liệu như là dầu mazut, dầu gì đấy thì nó sẽ lại sử dụng tính vào chi vật liệu. Thế thành ra là hầu hết, gần như tất cả các máy chỉ sử dụng một loại nhiên liệu, cho nên chúng ta có thể bỏ cái sigma đi cũng được. Thì thành ra công thức tính chi phí nhiên liệu chỉ bằng gì ạ? Định mức nhiên liệu nhân giá nhiên liệu, lưu ý là giá này trước thuế nhé, giá nhiên liệu trước thuế, nhân với cả hệ số nhiên liệu phụ. Đấy, hệ số nhiên liệu phụ. Trong đó cái định mức nhiên liệu này chúng ta sẽ lấy ở trong cái định mức 1134 năm 2015 như sau. Đây, chúng ta xem ở cột số 7 là định mức tiêu hao nhiên liệu năng lượng của cái máy đấy. Ví dụ cái máy đào một gói bánh xích 0,4 mét khối thì nó ăn 43 lít dầu diesel. Cái 1,25 khối thì nó ăn 83 lít diesel. Vân vân. Đấy. Có cái thì nó sử dụng dầu diesel nhưng có cái nó lại sử dụng xăng chẳng hạn thì Bộ Xây dựng người ta tính toán, người ta khảo sát, người ta đưa đây chúng ta chỉ phải áp dụng thôi ạ. Đấy, được chưa? Đấy. Đấy. Như vậy, tôi lấy ví dụ cái máy đào này 0,4 mét khối này ấy, thì 43 lít diesel. Chúng ta sẽ thay thế cái D nhiên liệu này bằng con số 43 lít diesel. Giá nhiên liệu này chúng ta sẽ phải lấy giá của xăng, dầu, điện, diesel để chúng ta áp vào. Lưu ý là giá trước thuế.
Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái máy đào mở gầu này 0,4 mét khối này, thì chúng ta sẽ phải tra cái giá của diesel mà giá trước thuế. Tra giá của diesel giá trước thuế. Thế thì giá của diesel lấy ở đâu ra? Thì chúng ta sẽ lấy ở trong cái tài liệu như sau. Cũng ở trong xít luật xây dựng, chúng ta ở phía dưới thì chúng ta sẽ có đơn giá xăng dầu, chúng ta bấm vào đây để tải về. Đây là một cách. Chúng ta bấm vào đây để tải về. Thì phần mềm sẽ mở cái website của Petrolimex, địa chỉ là petrolimex.com.vn. Trong cái mục thông cáo báo chí thì lưu ý rằng trong thông cáo báo chí này thì may mắn đấy, chúng ta mở ra cái thì nó ra ngay cái mục đầu tiên này. Nhưng mà có thể khi tại thời điểm bạn mở thì có thể là nó lại mở một cái bài đầu tiên của nó là ví dụ kết quả kinh doanh tháng 12 năm 2018 chẳng hạn, thì chúng ta đừng quan tâm. Cứ cái nào mà chúng ta thấy có chữ giá xăng dầu ấy là chúng ta mở ra, đúng chưa? Ví dụ như là PCCO được AM Best xếp hạng tăng năng lực tài chính B cộng chẳng hạn, thì cái này nó không liên quan giá xăng dầu, thì chúng ta đừng kích làm gì cho mất thời gian. Chúng ta nên quan tâm đến những thứ như là giá xăng dầu ấy này. Đấy, ok chưa? Thế thì bây giờ chúng ta đang quan tâm giá xăng dầu thì cái chúng ta nên xem cái bài viết trên cùng của họ. Ví dụ đây, đây, chúng ta đang quan tâm giá diesel thì thông thường là cái loại này 0,5 tức là 5% lưu huỳnh đấy ạ. Thì vùng 1 là 14.900 đồng một lít. Đấy, vùng 2 là 15.190 đồng một lít. Đấy. Bây giờ chúng ta xem là giá này đã có thuế chưa. Và cái vùng 1, vùng 2 thì quy định ở đây này. Đấy. Xem chỗ này. À đây rồi, đây có rồi. Đơn vị tính đã bao gồm thuế giá trị tăng. Tìm ở đâu nữa? Đây, họ có đã bao gồm thuế VAT, tức là 10% thuế. Thì cái giá này chúng ta phải chia cho 1,1. Ví dụ như là diesel ở đây chúng ta phải lấy 14.900 chia 1,1, hoặc vùng 2 phải lấy 15.190 đồng và chúng ta chia 1,1 thì mới ra được giá trước thuế. Đấy, đây là giá của diesel. Như vậy cách thứ nhất là chúng ta bấm xăng luật xây dựng rồi tìm cái giá xăng dầu đây, chúng ta bấm tải về. Cách thứ hai là ở đây có một cái sheet là sheet đầu vào, thì chúng ta kích vào đây để lấy xem giá xăng dầu, thì cũng kết quả nó cũng tương tự thôi ạ. Thì nó cũng ra cái mục thông cáo báo chí của bên Petrolimex và có giá xăng dầu, và chúng ta kích vào cái mục đầu tiên liên quan giá xăng dầu. Đấy. Thế nếu đối với những cái máy mà nó dùng điện, ví dụ như là máy đầm bàn chẳng hạn, đầm dùi chẳng hạn, máy vận thăng chẳng hạn, đấy, thì nó dùng điện thì chúng ta kích vào đây để xem giá điện do Bộ Công Thương người ta công bố. Đấy. Giá điện thì tính thời điểm hiện nay chúng ta theo quyết định số, tức là tại thời điểm tôi làm video thì là tháng 2 năm 2019, thì chúng ta vẫn tuân thủ theo cái 44 quyết định 4495 của Bộ Công Thương ngày 1 tháng 12 năm 2017. Thì cái chi tiết của quyết định 4495 chúng ta tải tại đây, chúng ta tải về. Đấy, chúng ta nên tải cái này về, tải về máy chúng ta. Thì đây chính là cái quyết định số 4495 năm 2017, tôi cũng làm động tác tải về luôn. Save. Tôi sẽ mở ra luôn. Đây. Thì cái giá này, đây, xem giá này đã bao gồm, chưa bao gồm thuế giá trị tăng. Đấy. Cái 4495 này là giá bán điện tại phụ lục phía dưới ấy, là chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tức là trước thuế, đúng chưa ạ? Chưa bao gồm thuế giá trị tăng, tức là trước thuế và chúng ta sử dụng luôn. Thì có một số quan điểm họ sử dụng cái mức giá bình quân, tức là ví dụ như 1.720,65 đồng trên 1 kWh điện để tính. Có quan điểm tính như thế thì chúng ta sử dụng cái này. Cũng có quan điểm thì họ cho rằng là chúng ta sẽ lấy ở cái cho khối ngành sản xuất, nhưng mà chúng ta lấy ở cái mục
dưới 6 kV cho giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm, chúng ta cộng 3 cái này lại chia cho 3 đấy, thì đấy chính là cái giá điện mà chúng ta sử dụng đấy, chúng ta giá điện sử dụng. Ví dụ như là 1572, tôi bật cái calculator lên, 1572 cộng, rồi 1572 cộng 1004 cộng 1862 cộng 1004 cộng 1862 1572 1048, đúng rồi. Rồi tôi chia cho 3 thì ra được là 1479,33 đồng. Thì chúng ta lấy hai chữ số sau phẩy hoặc một chữ số thôi là đủ rồi. 1479,3 đồng đấy, để chúng ta tính. Đấy, đấy là cái con số mà chúng ta sử dụng để tính. Đấy. Thì như vậy là vừa rồi ta đang dẫn cái giá điện là như vậy, giá xăng dầu thì lấy Petrolimex, còn giá điện thì lấy cái quyết định của Bộ Công Thương. Đấy, mà thông thường là trên website của bên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tức là evn.com.vn ở đây, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là cái thông tin nó rất là chuẩn. Đấy, chúng ta đưa vào. Đấy. Rồi. Đây là như vậy là tiếp theo, giá nhiên liệu, như vậy là giá điện và giá xăng, giá dầu tôi đã hướng dẫn rồi. Tiếp theo cái KPI là hệ số nhiên liệu phụ. Đấy, hệ số nhiên liệu phụ, ví dụ như là cái máy nó cần nó di chuyển trong nội bộ công trường, nó phải thi đấy thì nó cũng cần phải có tốn chi phí cho người thợ, tốn chi phí xăng dầu. Hay là cái máy nó phải cần những cái loại dầu nhớt chẳng hạn thì chúng nó sẽ phải có một chi phí nữa, đó là cái hệ số nhiên liệu phụ, KPI. Thế hệ số nhiên liệu phụ này thì được Bộ Xây dựng quy định là đối với động cơ xăng đấy, là từ 1,01 đến 1,03, động cơ diesel 1,02, 1,05, động cơ điện 1,03, 1,07. Thế nhưng mà với cái giải số như này chúng ta không thể biết là chúng ta lấy con số nào. Ví dụ động cơ diesel từ 0,02 đến 0,05 thì 0,02 cũng đúng, 0,03 cũng đúng, 0,04 đúng, 0,045 đúng, mà 1,05 cũng đúng. Vậy thì chúng ta lấy con số nào? Thì cái hướng dẫn ở đây chúng ta không sử dụng được, mà chúng ta phải lấy cái hệ số nhiên liệu phụ này do cái bảng giá ca máy của tỉnh quyết định. Tỉnh quyết định là bao nhiêu thì chúng ta sẽ sử dụng bấy nhiêu. Tôi lấy ví dụ như sau. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi mở cái bảng giá ca máy của thành phố Hà Nội số 689, số 689 năm 2017 do Ủy ban dân thành phố Hà Nội công bố về bảng giá ca máy và thiết bị công. Thế thì trong cái này thì Hà Nội quy định về cái nhiên liệu như sau, cái hệ số nhiên liệu như sau. Đây. Hệ số nhiên liệu phụ KPI đấy ạ. Ví dụ như là đối với động cơ chạy xăng thì là 1,01, động cơ diesel thì là 1,03 và động cơ chạy điện thì là 1,02. Đấy. Thì như vậy là tỉnh nào thì chúng ta phải tuân thủ theo cái bảng giá ca máy của tỉnh đó. Đấy. Đây, thì đây tôi cũng lấy ví dụ trường hợp là trong trường hợp này là cái giá xăng dầu này, giá điện này thì là đây là Hà Nội cũng lấy theo cái cấp điện áp 6 kV và tính bình quân. Đấy, tính bình quân. Đấy. Thế thì như vậy là cái KPI của chúng ta sẽ theo quy định của tỉnh công bố. Đấy. Như vậy chúng ta đã biết định mức nhiên liệu là sẽ lấy ở gì ạ? 134 lấy ở đây rồi. Giá nhiên liệu với giá xăng, giá dầu, mazut, dầu diesel thì chúng ta sẽ lấy ở website của Petrolimex, petrolimex.com.vn trong mục thông cáo báo chí. Hệ số KPI thì chúng ta sẽ lấy theo cái bảng giá ca máy do tỉnh công bố, ví dụ như sau. Đấy, bảng giá ca máy. Và thông thường là chúng ta lấy ở bảng giá ca máy gốc do tỉnh công bố. Đấy, như vậy là chúng ta xác định được ba đại lượng, định mức rồi, giá rồi, hệ số rồi, thì chúng ta sẽ nhân vào với nhau và ra được là đơn giá ca máy. Đấy. Tiếp theo, mục cuối cùng tôi hướng dẫn để xác định cái thành phần chi phí đơn giá ca máy là cái thứ tư, cái thứ cuối cùng đấy, là chi phí nhân công hay là thợ điều khiển máy. Thì chi phí nhân công thì sẽ bằng sigma của NI nhân với cả C thợ lái thứ Y, TL thứ Y, Y chạy từ 1 tới N.
Thì N thấp này là số chủng loại nhân công. Ví dụ có cái máy thì nó chỉ sử dụng một người thợ thôi, nhưng có những cái máy nó sử dụng 2, 3, 4 người thợ khác nhau. Thế thành ra là chúng ta phải phải tính, chúng ta phải phải lấy cái số công đấy, của từng người thợ nhân với cả đơn giá của cái người thợ tương ứng đấy. Cái phần mềm nó phát hiện trên website của một cái nào đấy tôi vừa mở có virus đấy, chà Petrolimex hay là bên EVN đây, tôi vừa mở hai website đấy mà có. Rồi thôi kệ đó. Bây giờ cái NCI tức là cái định mức về nhân công đấy, lấy đâu ra, rồi là cái đơn giá nhân công này tính như thế nào, thì cái NCI tức là định mức nhân công này chúng ta vẫn tuân thủ theo cái hướng dẫn tại cái định mức số 134 năm 2015 do Bộ Xây dựng, cụ thể là có số 8 đấy. Nhân công điều khiển máy, tôi lấy ví dụ như cái máy đào một gói xích này 0,4 này ngắt khối này thì nó chỉ có một người thợ bậc 4/7, một người thợ 4/7. Và lưu ý rằng là theo cái thông tư số 05 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành thì tất cả các thợ lái máy mà là bậc 4, bậc 5/7, bậc 6/7 này thì lưu ý rằng đều là thợ nhóm 1 nhé. Chúng ta lưu ý rằng đều là thợ nhóm 1 nhé, chứ không phải thợ nhóm 2 như ngày xưa đâu ạ. Ngày xưa thì những cái năm 2014 trở về trước thì là nhóm 2, nhưng khi mà từ khi có thông tư mới là ví dụ như hiện nay chúng ta đã áp dụng là thông tư 05/2016 đấy ạ, thì cái thợ bậc 4/7 này, thợ bậc 5/7 này, thợ bậc 6/7 này, chúng ta lưu ý rằng đó là thợ nhóm 1 là mã, một là mã, chứ không phải thợ nhóm 2 như ngày xưa nữa. Đấy. Thì cái máy này là chỉ có một người thợ bậc 4 thôi. Nhưng mà sang đến cái máy là 0,65 khối này thì nó lại có là một anh thợ bậc 3/7. Đấy. Lái kèm với cả một anh thợ bậc 5/7. Đấy. Máy khác thì lại bậc một anh 4/7 và một anh 7/7. Đấy, rất là nhiều loại thợ khác nhau. Đấy. Đấy. Rồi là cần trục chẳng hạn thì nó lại là có gì ạ? Một anh thợ bậc 1/4 kết hợp với cả một anh thợ bậc 3/4 và là lái xe và là nhóm 1. Thì chúng ta tất cả những cái thợ này ấy, là chúng ta sẽ xem tại thông tư số 05 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố. Mà hoặc rằng tại thời điểm này là thời điểm tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn sử dụng cái thông tư 05 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành để mà xác định cái hệ số lương đấy, cho cái những cái người thợ như thế này đấy. Và các bạn sẽ tìm quay trở về cái bài học số 2. Bài số 2 ấy là về tôi đang hướng dẫn ấy về cái phần tính đơn giá nhân công, thì chúng ta sẽ rõ hơn cái cách tính đơn giá nhân công thợ bậc 3/4, bậc 1/4 hay là bậc 3/7, bậc 4/7 ở đây. Để trong đã có video ấy rồi thì chúng ta tìm để chúng ta sẽ xem thêm. Bạn nào đã xem rồi thôi, còn bạn nào chưa thì nên tìm lại để xem là bài số 2 về bảng giá nhân công. Đấy. Rồi. Như vậy NI là chúng ta là định mức về nhân công, là chúng ta lấy ở cái định mức của 34 năm 2015 Bộ Xây dựng ban hành. Đơn giá nhân công tôi hướng dẫn rồi đấy, trong video trước rồi là phải tính toán. Thì ở cái video số 2 tức là bài số 2 đấy là phải tính đơn giá nhân công đấy. Sau khi có định mức rồi, có đơn giá rồi, chúng ta nhân với nhau rồi cộng tổng lại thì chúng ta sẽ ra được là chi phí nhân công đấy. Như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho chúng ta chi tiết cái công thức để mà xác định cái đơn giá ca máy, nó gồm có 5 thành phần. Tôi nhắc lại: chi phí gấu hao, sửa chữa, nhiên liệu năng lượng, chi phí nhân công lương thợ máy và chi phí khác. Lưu ý rằng chỉ có mỗi gấu hao là bị trừ cái thu hồi khi thanh lý 10%, chứ còn sửa chữa rồi chi phí khác ở đây thì chúng ta lấy nguyên toàn bộ 100% nguyên giá để tính. Đấy. Thì như vậy là có 5 thành phần và chúng ta tính, sau đó chúng ta cộng lại thì sẽ ra được cái đơn giá ca máy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập liên quan đến để chúng ta xác định được cái đơn giá ca máy này. Trước khi làm bài tập thì có lẽ các bạn nên dừng cái video này lại
một chút. Sau đó các bạn xem lại tất cả cái hướng dẫn ở trong thông tư số 06/2016 này, tất cả các công thức tính toán ở đây, tất cả các hướng dẫn chi tiết ở đây. Tôi đã hướng dẫn rồi nhưng mà chúng ta nên xem lại một lần nữa trước khi chúng ta làm bài tập. Ok chưa? Rồi, sau khi mà các bạn đã xem lại một lần nữa cái công thức tính toán đơn giá cá máy trong thông tư thì bây giờ các bạn sẽ mở một cái màn hình Excel trắng trơn ra, tức là một cái file Excel trắng đấy, chưa có một cái gì cả. Sau đó thì chúng ta làm bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập về bài tập thực hành tính đơn giá cá máy. Thì đề bài tính đơn giá ca máy cho máy đào một cầu bánh xích. Dung tích cầu là 0,4 mét khối. Đấy. Tại tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta tính tại Hà Nội đi, thôi tỉnh nào thì cũng được thôi, chúng ta bài tập thực hành tại Hà Nội được chưa? Rồi tại Hà Nội, các bạn làm ở tỉnh nào thì các bạn có thể là tự làm tỉnh đấy cũng được, không sao cả. Nhưng mà đây tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta thực hành, chúng ta tính tại Hà Nội, Hải Phòng cũng được, Bình Dương cũng được, hay là Nghệ An được, tùy các bạn. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta cứ làm một bài tập đã. Tỉnh nào thì cái công thức tính cũng giống nhau, chỉ khác nhau là cái số liệu đưa vào một chút thôi. Được chưa? Bây giờ các bạn chép đề bài xong và các bạn sẽ bấm tạm dừng cái video này lại. Đấy. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ tua và các bạn sẽ cho cái video chạy tiếp để các bạn sẽ đo so sánh cái kết quả các bạn làm với cả cái phần mà tôi chữa trên video này. Ok, tất cả tạm dừng lại đi ạ. Sau đó tập trung làm. Ok. Giả sử rằng là bạn đã làm xong và bây giờ tôi sẽ chữa bài tập. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chữa bài. Tôi sẽ làm. Sẽ làm bài tập. Đầu tiên phần một nhỏ đúng chưa, là chúng ta sẽ xác định xác cái chi phí khấu hao đúng chưa, chúng ta sẽ xác định chi phí khấu hao máy đúng chưa. Rồi bây giờ trong công thức ở đây là g khấu hao sẽ bằng gì ạ? Nguyên giá mà trừ thu hồi khi thanh lý nhân với cả định mức khấu hao chia NCA đúng chưa. Rồi bây giờ việc đầu tiên ấy là chúng ta phải xác định được cái nguyên giá ca máy. Đấy, việc thứ nhất là phải xác định được đúng chưa, xác định nguyên giá máy đúng chưa. Tôi nhắc lại, cái nguyên giá máy là cái giá mua máy ban đầu cộng với thuế nhập khẩu. Đấy, cộng với cả chi phí vận chuyển, cộng với cả chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ để người thợ của chúng ta sẵn sàng sử dụng. Ok chưa? Đấy. Thì theo lý thuyết thì Bộ Xây dựng nói rằng cái nguyên giá này là được chúng ta lấy ở trên hợp đồng, tức là trên hóa đơn đấy ạ, hóa đơn đỏ chúng ta mua từ cái nhà cung cấp máy. Đấy, rồi là theo báo giá. Thế nhưng mà thực tế thì có vẻ như cái này nó không được áp dụng nhiều. Mà tất nhiên nếu bạn giải trình được với chủ đầu tư và chủ đầu tư đồng ý phương án là bạn trình họ cái hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT, hóa đơn nhập khẩu về, thì bạn sẽ lấy cái giá đấy để bạn đưa vào, thì tốt quá, đúng theo cái quy định của Bộ Xây dựng thì tốt quá rồi. Thế còn nếu trường hợp mà chúng ta lấy theo hóa đơn, chúng ta nhập khẩu, chúng ta mua từ nhà cung cấp mà không được chấp nhận, thì trong hợp đấy chúng ta sẽ có hai phương án để xử lý vấn đề này. Chúng ta sẽ có hai cái phương án để mà xử lý vấn đề này. Phương án thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái thông tư số 06/2010 của Bộ Xây dựng. Đây.
tôi mở cái thông tư 06 năm 2010 Bộ Xây dựng ra. Đây. Nó cũng là 06 nhưng mà nhớ rằng là 06 2010 nhé. Đấy, nó cũ rồi. Về thông tư về xác định giá cá máy nhưng mà cũ rồi, năm 2010. Thì trong cái thông tư này nó có một cái bảng phụ lục. Một cái bảng phụ lục là đây, bảng phụ lục này. Bảng phụ lục này là cái dữ liệu để xác định giá cá máy. Thì trong cái phụ lục này, cái cột cuối cùng của G này, nó sẽ có nguyên giá. Nguyên giá. Và lưu ý rằng là cái thông tư 06 năm 2010 là tại thời điểm tôi làm video này ấy, là hết hạn rồi, không còn hiệu lực nữa. Tuy nhiên thì trong cái thông tư 06 năm 2016 mới, 06 2016 mới, thì họ không có cái nguyên giá này. Thế cho nên là đâu đó nhiều sở xây dựng, nhiều chủ đầu tư vẫn cho phép các bạn là sử dụng cái nguyên giá cũ ở trong thông tư 06 năm 2010 để đưa vào. Ví dụ cái máy đào một gầu bánh xích 0,4 mét khối này là 731.700 đồng. Đây đơn vị là 1.000 đồng đây. Thì đây là 731.700.000 đồng. Đấy. Cái máy xúc chẳng hạn 0,6 mét khối thì là 602.400.000 đồng, vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái nguyên giá tham khảo đây nhé. Đấy, đấy là một phương án thứ nhất chúng ta sẽ đưa vào. Phương án thứ hai, phương án thứ hai sẽ là chúng ta sẽ phải tính ngược nguyên giá. Đấy, chúng ta sẽ tính ngược nguyên giá. Nguyên tắc tính như sau. Nguyên tắc tính như sau. Bây giờ tôi sẽ phải mở một cái bảng giá cá máy ra để chúng ta xem, để chúng ta biết được cái nguyên tắc tính ngược. Đây, tôi quay trở lại cái bảng giá cá máy và thiết bị công của tỉnh Điện Biên hay Hà Nội hay Hải Phòng hay là Đồng Nai hay là Thành phố Hồ Chí Minh vân, thì nó tương tự thôi ạ. Thì trong cái bảng giá cá máy này ấy, do tỉnh công bố ấy, thì nội dung nó về cơ bản như sau. Chúng ta nhìn này, có thể đâu đó họ trình bày nó hơi khác một chút, nhưng thì về cơ bản nó sẽ giống nhau và nó có những cái cột như sau này. Chúng ta tạm quên những cái cột về đến mức này đi, chúng ta quan tâm đến các cái cột về chi phí. Thì thông thường một hai cột cuối cùng ấy sẽ là cái tổng đơn giá cá máy cuối cùng. Đấy, ví dụ ở đây ở Điện Biên thì thành phố chúng ta lấy là cái máy đào một gầu bánh xích 0,4 đây này, đơn giá cá máy sẽ là 1.532.722 đồng ở đây. Đấy, thế thì 1.532.000 này họ tính ở đâu ra? Là họ tính dựa trên chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, đấy, rồi là chi phí nhiên liệu năng lượng, rồi là chi phí nhân công lái máy, rồi là chi phí khác, cộng vào năm thành phần tôi hướng dẫn thì họ sẽ ra được con số này. Đấy. Thế thì bây giờ trong cái bảng giá cá máy thì thông thường một tỉnh là người ta hay cho sẵn cái chi phí nhiên liệu ở đây, chúng ta thấy ạ. Chi phí nhiên liệu năng lượng cột thành tiền, ví dụ cái máy này là bao nhiêu ạ? 586.950 đồng rồi. Tức là trong hơn 1 triệu rưỡi này thì đã bao gồm là gì ạ? 586.950 đồng tiền dầu diesel. Đấy. Và trong cái 1.532.000 này nó bao gồm tiếp gì ạ? Là nhân công điều khiển máy là 201.058 đồng. Thì như vậy là chúng ta lấy cái tổng ở đây và chúng ta trừ đi nhân công, chúng ta trừ đi nhiên liệu năng lượng ở đây, thì có phải là chúng ta sẽ còn lại là ba chi phí khấu hao, sửa chữa và chi phí khác, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta khi phần học lý thuyết thì chúng ta thấy rằng ấy, chi phí khấu hao, sửa chữa, chi phí khác này nó phụ thuộc vào các tỷ lệ này, sau đó thì nhân với cả cái nguyên giá, đúng chưa, chia cho số ca trong một năm này. Thế thành ra khi mà chúng ta đã biết được tổng chi phí của ba cái này rồi, bằng tiền rồi, và chúng ta đã biết tỷ lệ của ba cái này cũng như là số ca một năm, thì chúng ta lại gì ạ, chúng ta nhân với cái số ca một năm này rồi chia cho tổng cái tỷ lệ này thì chúng ta sẽ ra được nguyên giá cá máy. Và lưu ý rằng cái khấu hao nó bao gồm cái 10% của thu hồi khi thanh lý, thành ra cái chỗ này chúng ta lại chỉ có nhân với 90% thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được cái nguyên giá máy. Đấy. Thế như vậy dựa trên cái lý thuyết như thế thì chúng ta sẽ đưa vào để tính toán một cái bảng tính như sau. Đây. Thì ở đây cái cột O là cột đơn giá cá máy thi công đầu trên 1 ca, là cái con số này là do tỉnh công bố. Tôi lấy ví dụ trong hợp này là 1.532.722 đồng là do tỉnh Điện Biên họ công bố ở đây. Đấy, ở thành phố Điện Biên 1.532.722 đồng. Đấy, được chưa ạ? Tiếp theo ở đây tỉnh họ công bố sẵn cái nhiên liệu là 586.950 đồng. 586.950 đồng tôi điền sẵn vào đây. Lương thợ lái máy là 201.058 đồng. 201.058 đồng. Như vậy ba đại lượng
tổng ở đây biết rồi này, lương biết rồi này, nhiên liệu biết rồi, thì tôi đưa vào ba con này, được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ tôi lấy cái này mà tôi trừ đi hai cái này thì sẽ ra ba thành phần còn lại, ra chi phí còn lại của khấu hao sửa chữa chi phí khác. Đấy. Thế thì tôi sẽ lấy cái phần còn lại đấy, tôi nhân 260k chia cho cái này nhân với cái này cộng với cái này cộng với cái này thì sẽ ra được nguyên giá máy. Bây giờ chúng ta xem công thức. Nguyên giá máy chúng ta dùng công thức để chúng ta tính ngược, đúng chưa? Sao bằng gì? Bằng O trừ M trừ N. O là đơn giá các máy tỉnh đã công bố sẵn rồi. Trừ M tức là trừ đi chi phí nhiên liệu đã công bố sẵn. Trừ đi N là đơn giá chi phí nhân công lương thợ lại máy cũng cho sẵn. Lưu ý rằng có một số tỉnh họ chỉ cho nguyên nhiên liệu hoặc chỉ cho lương. Đấy, thì chúng ta vẫn tính được cái nhiên liệu hoặc là lương. Ví dụ nhiên liệu thì chúng ta sẽ lấy số lít diesel nhân với cả giá nhiên liệu, đúng chưa? Đấy, nhân với cả hệ số nhiên phụ thì sẽ ra cái nhiên liệu này. Trường hợp nếu người ta không cho lương thì chúng ta lại sử dụng gì ạ? Chúng ta lấy 1 nhân với cả đơn giá nhân công bậc 4/7 nhóm 1 thì chúng ta lại ra được lương. Như vậy là nếu như mà tỉnh không công bố chi phí nhiên liệu hoặc không công bố lương thợ hoặc thậm chí cả hai cột này không có thì chúng ta vẫn tính được như bình thường. Và chúng ta vẫn sử dụng phép trừ như này để trừ được cái nhiên liệu, trừ được lương để ra được khấu hao sửa chữa chi phí khác. Được chưa? Tiếp theo nó nhân với E4. E4 chính là số K trừ 1 năm là 260K, đúng chưa? Đấy. Nhân E4 rồi chia cho F nhân G. F4 nhân G4 tức là F là cái hệ số thổi hành lý, nhân G là tỷ lệ khấu hao, đúng chưa? Cộng với H cộng Y 4, H là gì ạ? Sửa chữa chi phí khác. Đấy, thì sau khi mà nó tính như này nó sẽ ra được cái nguyên giá máy là 741.860.690 đồng. Thế nhưng mà thông thường ấy thì cái nguyên giá máy ít khi người ta để cái số lẻ 690 đồng này. Cho nên thì thông thường người ta gì ạ? Người ta làm cái công thức là rao của cái này nhưng mà rao âm 4 đi. Đấy, để phía sau cùng này nó là 5 là 4 chữ số 0. Ví dụ trong hợp này là 741.860.690 đồng ấy, thì nó thành là 741.860.000 tròn. Đấy, thì nguyên giá cả máy thì nên, chúng ta nên khi tính chúng ta nên làm tròn như thế này. Tôi khuyến nghị là nên làm tròn âm 4 cho nó khớp, cho nó phổ biến một chút. Chứ lẻ lẻ này thì nghe nó, nhìn nó trông nó có vẻ như là không được hợp lý lắm. Đấy, như vậy các bạn nên dừng lại cái video một chút và các bạn ngẫm nghĩ lại, kiểm tra lại cái công thức này. Các bạn nên tạm dừng cái video lại và các bạn nhìn cái công thức này để chúng ta hiểu được cái cách tính ngược. Đấy, khi mà tỉnh họ đã công bố cái đơn giá cá máy thì chúng ta tính ngược ra được nguyên giá máy đấy, mặc dù trong cái bảng giá cá máy của tỉnh là không có nguyên giá máy, chúng ta vẫn tính được. Còn tất nhiên trong bảng giá cá máy của tỉnh mà có nguyên giá máy thì tốt quá, chúng ta sử dụng luôn mà chúng ta không phải tính ngược nữa. Ok chưa ạ? Vâng, các bạn xem công thức đi ạ, xem có chuẩn không ạ. Đấy, nó chuẩn rồi thì chúng ta sử dụng cái công thức này ở cái cột cái OP này để chúng P4 này chúng ta sử dụng sau này. Ok chưa ạ? Đó, ok chưa? Đấy, nhá. Đấy. Đấy, còn nếu mà trong cái bảng giá cá máy mà tỉnh công bố mà có sẵn một cái cột nguyên giá máy này thì tốt quá. Nhưng mà có lẽ 63 tỉnh thì chỉ lác đác vài ba tỉnh là công bố nguyên giá thôi. Chứ còn lại 50 mấy tỉnh còn lại, 60 tỉnh còn lại trở xuống đấy thì có lẽ là người ta không công, thông thường người ta không công bố nguyên giá máy đâu, mà chúng ta phải tính ngược lại. Ok chưa? Đấy, và chúng ta phải tính ngược lại. Như công thức ở đây. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sau khi tính được nguyên giá rồi. Tôi xem nguyên giá máy đây. Trong hợp này tôi đang tính được 741.860 đồng, tôi copy, tôi đưa vào đây. Nguyên giá máy tôi xác định là con số ở đây. Tôi quên mất page value. 741.860.000 đồng, tôi đưa vào đây. Đấy. Nguyên giá máy. Như vậy nguyên giá máy xác định được từ ba nguồn. Một là từ trên hóa đơn chứng từ mà chúng ta mua. Hai là chúng ta lấy ở cái phụ lục trong thông tư 06 năm 2010 cũ. Tôi nhắc lại năm 2010, 06 2010 cũ thì nó mới có nguyên giá này. Cách thứ ba như tôi đã hướng dẫn ra được 741 triệu để tính ngược
Ok chưa ạ? Nguyên giá máy. Rồi chúng ta thấy rằng 741 triệu đúng chưa ạ? 741 triệu thì đã đảm bảo rằng là lớn hơn 30 triệu chưa ạ? Lớn hơn rồi đúng chưa ạ? Đúng chưa ạ? Cho nên là chúng ta phải trừ đi, bị trừ đi cái thu hồi phí thanh lý. Mà thu hồi phí thanh lý sao ạ? Đây bộ dựng hướng dẫn là gì ạ? Cứ từ 30 triệu trở lên là bị trừ đi 10%. Trừ đi 10% thì chúng ta trừ. Rồi. Bây giờ chúng ta tính thu hồi khi thanh lý. Được chưa ạ? Thu hồi khi thanh lý. Tôi thêm một cột nữa ở đây nhé. Cho cái tỷ lệ phần trăm để chúng ta nhìn rõ là 10%. Thì bằng cái gì ạ? Bằng cái tỷ lệ thu hồi thanh lý 10% này nhân với cả nguyên giá ban đầu. Đúng chưa ạ? Thu hồi khi thanh lý. Thế thì bây giờ chúng ta chúng ta giá tính khấu hao. Chợ công thức mà bộ dựng hướng dẫn là sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng cái nguyên giá ban đầu mà trừ đi G thu hồi khi thanh lý, đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta chỉ còn là 667 triệu thôi ạ. Chỗ này tôi bôi một loạt cái này cho chúng ta nhìn rõ nhé. Rồi. Đấy, như vậy là thu hồi khi thanh lý là 74 triệu 2. Thì giá tính khấu hao chỉ còn có 667 triệu thôi ạ. Đấy, chứ không phải là 741 triệu đâu ạ. Rồi. Tiếp theo công thức là như nào ạ? Tiếp theo công thức là gì ạ? Nhân với cả định mức khấu hao chia NCA. Định mức khấu hao NCA chúng ta lấy ở đây. Rồi bây giờ chúng ta lên trên cùng. Tôi cuộn hơi quá. À rồi, 0,4 mét khối đúng chưa? Định mức khấu hao là mấy phần trăm? 17%. Số ca 1 năm là 260. Chúng ta điền vào đây. Đấy. Định mức khấu hao đúng chưa? Định mức khấu hao là mức khấu hao là 17%. 17% số ca trên 1 năm là 260k. Đúng chưa? Như vậy là chi phí khấu hao ạ. Đây thì sẽ tính như nào ạ? Bằng cái này, bằng cái giá tính khấu hao nhân với cả định mức khấu hao trên 1 năm thì ra được là số tiền khấu hao trên 1 năm. Số tiền khấu hao trên 1 năm đấy mà chia cho số ca trong 1 năm thì ra được là chi phí khấu hao trên 1 ca. Trên 1 ca. Đấy, đây chính là chi phí khấu hao trên 1 ca đồng. Tất cả là đồng hết. Đơn vị tính là đồng. Đồng hết, tất cả đây là đồng hết. Như vậy 1 ca máy đảo bánh xích này thì chúng ta hết 436.556 đồng. Ok chưa ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta đã tính xong chi phí khấu hao, một nhỏ chi phí khấu hao. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo mục 2 nhỏ là chúng ta sẽ tính chi phí sửa chữa đúng chưa ạ? Tôi sẽ copy cái đám này xuống để cho nhanh. Tôi đổi tên nhé. Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa. Đấy. Chi sửa chữa thì nguyên giá máy chúng ta vẫn giữ nguyên 741.860.000 đồng. Ở đây chúng ta xem công thức thì là bộ xây dựng không yêu cầu phải trừ đi cái G thu hồi thanh lý. Chúng ta xem chi phí sửa chữa ở phía dưới này. Đây. Chi phí sửa chữa, chứ phải chỗ này ghi nhầm tí. CS tức là SC chứ phải sửa chữa rồi. Chi phí sửa chữa đây sẽ bằng nguyên giá nhân định mức chia cho số ca, chứ chúng ta không phải trừ đi cái 10% thu hồi khi thanh lý. Rồi vậy thì chúng ta đưa vào đây. Vậy thu hồi khi thanh lý lúc này là gì ạ? Chúng ta sẽ phải bỏ đi, đúng chưa ạ? Chúng ta sẽ phải bỏ đi là không còn cái gì cả. À chúng ta không phải trừ cũng thế thôi. Thu hồi thanh lý chúng ta bỏ cái này đi. Đấy. Và giá tính khấu hao nó bằng chính luôn là cái nguyên giá này, chứ không phải trừ cái gì, gì cả. Tôi xin lỗi, giá tính sửa chữa nhầm. Rồi định mức sửa chữa. Sửa chữa viết tắt cho nhanh nhé. Số ca 1 năm này. Chi phí sửa chữa viết tắt cho nhanh nhé. Rồi bây giờ định mức sửa chữa số ca 1 năm thì giữ nguyên rồi 260. Giờ định mức sửa chữa lấy đâu ra? Định mức sửa chữa sẽ tra ở trong cái quyển định mức số 1134. Định mức sửa chữa ở đây cột 5 số 5 đúng chưa ạ? Là 5,8%.
đấy, 5,8%. Đấy, chỗ này tôi sẽ cho thêm một dấu phẩy nữa chúng ta rõ. Được chưa ạ? Rồi. Đấy, bằng là gì ạ? À, như vậy là rồi. Thì đây. Thì chi phí sửa chữa sẽ bằng gì ạ? Bằng nguyên giá nhân với cả B22 là định mức sửa chữa, chia cho B23 là số ca, số ca một năm, C này nhân B màu xanh này chia B223 màu tím, đúng rồi. Đó, như vậy chi phí sửa chữa sẽ là còn 165.000. Đấy, 165.000. Đấy, thì bây giờ bằng này, cái này để chúng ta nhìn rõ bầu nhé, chứ hao bằng cái con số cuối cùng này thì chúng ta nhìn rõ. Rồi, giờ tôi copy cái này để tôi tính phần chi phí thứ ba. Thứ ba là chi phí khác. Chi phí khác thì đáng ra phải tính chi phí nhiên liệu và năng lượng trước, thế nhưng mà vì cái công thức tính cái chi phí khác này ấy, nó tương tự như là chi phí sửa chữa và chi khấu hao, cho nên là tôi copy để tôi hướng dẫn luôn một thể. Nguyên giá máy 741, đúng rồi, giá tính chi phí khác thì không thay đổi, nó vẫn bằng nguyên giá thôi. Định mức chi phí khác. Đấy, chi phí khác. Rồi, định mức chi phí khác lấy đâu ra? Thì chúng ta lấy ở vẫn là cái định mức 134. Chi phí khác đây của số 6 là mấy phần trăm ạ? Có 5% thôi ạ. À, 5,8 chúng ta điền là 5,0. 5,0%. Số ca 1 năm thì không thay đổi, vẫn 260. Vậy thì công thức tính là gì ạ? Bằng cái này nhân với cái này, nhân định mức mà chia số ca. Chỉ ra được cái này. Đúng chưa? Đúng rồi. Như vậy là cái này nó còn 142.000 thôi ạ. 142.000 đồng. Tiếp theo, chúng ta mục thứ tư là chúng ta tính cái chi phí nhiên liệu. Chi phí nhiên liệu. Nhiên liệu ở đây thì công thức tính là như nào ạ? Là 43 lít dầu diesel, đúng chưa ạ? Dầu là 43 lít diesel. Ok chưa? 43 lít này. Mà giá của 1 lít là bao nhiêu ạ? Giá diesel rồi, giá diesel tại thời điểm này chúng ta lấy ở trong cái thông cáo báo chí. Đấy, chúng ta lấy ở thông cáo báo chí đây, giá xăng dầu đây, lấy giá xăng dầu Petrolimex ví dụ đây, 14.900 mà chia 1,1 đã bao gồm thuế VAT. 14.900 chia 1,1 đúng chưa? Đây. Bằng 14.900 chia cho 1,1 để loại thuế ra. À, tôi round một chữ số đi nhá, chứ không thế này thì nó nhỏ quá. Đấy thì được là bao nhiêu ạ? 13.545,5 đồng. Thì giá như vậy chi phí nhiên liệu sẽ bằng bao nhiêu ạ? Sẽ bằng ạ 43 lít diesel mà nhân với cả giá của diesel mà nhân với cả tiếp một cái hệ số nhiên liệu phụ, lát tôi sẽ điền đây. Đấy, tôi sẽ điền tiếp ở đây là hệ số nhiên liệu phụ KP, đúng chưa ạ? Bây giờ cái KP lấy đâu ra? KP này thì bây giờ chúng ta lại phải xem ở cái bảng giá ca máy. Vì tôi làm ở Hà Nội thì tôi sẽ lấy ở bảng giá ca máy của Hà Nội, tôi làm ở Hải Phòng tôi sẽ lấy của Hải Phòng, vân vân.
Ví dụ tôi lấy ở 8689 của Hà Nội thì bộ à, quên thì Hà Nội sẽ hướng dẫn là cái hệ số cho diesel như sau. Đây. Diesel 0,5 tức là 5% lưu huỳnh. Trong hợp này chúng ta không lấy cái giá trước thuế này nhé, vì cái giá này là tại thời điểm là năm 2017. Còn bây giờ chúng ta đang tính là năm 2019, cho nên chúng ta phải lấy ở thông cáo báo chí, tức là tính tại thời điểm chúng ta tính dự toán hay là đấu thầu. Diesel hệ số nhiệt phụ là 1,03, 1,03 chúng ta đưa vào đây. 1,03. Ok chưa? Như vậy công thức tính là gì ạ? Bằng số lít diesel là 43 nhân giá diesel trước thuế nhân hệ số nhiên liệu phụ diesel 1,03 ở đây. Như vậy chúng ta ra được là đồng. Đây. Vậy chúng ta ra được là như này, là 599.930 đồng cho 1k. Đồng cho 1k. Tiếp theo mục 5 nhỏ là chi phí cuối cùng, là tính chi phí chi phí nhân công lái máy. Rồi, nhân công lái máy trong hầm này bộ xây dựng hướng dẫn ở trong cái định mức 1/4 năm 2015, 0,4 mét khối thì là sử dụng một anh thợ, đúng chưa, một anh thợ bậc 4/7. Thế thì một anh thợ bậc 4/7 này thì bây giờ nếu ở tỉnh khác thì chúng ta lại phải tra cái hệ số nhân công bậc 4/7 của Hà Nội, tra bậc quên tôi sẽ tra hệ số nhân công bậc 4/7 xong rồi nhân với cả cái mức lương đầu vào của nhân công do tỉnh đấy công bố chia cho 26 ngày. Thế còn Hà Nội thì chúng ta lại phải theo cái quyết định của Hà Nội để tính lương cho người thợ riêng. Thì trong cái video ở bài số 2 đấy về bảng giá nhân công thì tôi đã hướng dẫn chi tiết cho những cái tỉnh đặc thù như Hà Nội hay Quảng Ninh thì là nhân công họ tính riêng chứ không giống như các tỉnh. Tuy nhiên thì trong cái video này là video tổng quát cho cả nước thì tôi sẽ hướng dẫn cái việc tính đơn giá nhân công bậc 4/7 tính lại thôi ạ, cho chung cho cả nước nhé. Thế còn riêng Hà Nội thì các bạn sẽ xem cái video ở bài số 2 riêng nhé, thì phần cuối nó sẽ có riêng cho Hà Nội. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta lại phải mở cái thông tư số 05 năm 2016 ra. Đây, thông tư số 05/2016 của Bộ Xây dựng về xác định đơn giá nhân công trong xây dựng. Chúng ta lại phải mở cái bảng phụ lục số 1 ra, phụ lục số 2 ra để chúng ta xem là gì ạ. À, cái anh thợ vận hành các loại máy, đúng chưa, máy làm đất, máy đầm, máy hạ, máy nâng, vân vân, đây vân vân đây này. Đấy, thì nó là nhóm 1, đúng chưa, nhóm 1 đây, nhóm 1 đây là nhóm 1, nhóm 1 là đây, đúng chưa, mà anh này là thợ bậc 4/7, đúng chưa, thì hệ số là 2,55. Đấy, thì tôi sẽ điền cái hệ số lương là 2,55, được chưa? Đấy. Mức lương đầu vào mức lương đầu vào thì chúng ta sẽ phải tuân thủ theo cái công bố của tỉnh đấy. Đấy, mỗi một tỉnh là khác nhau, mỗi mức lương đầu vào mỗi tỉnh là khác nhau. Đấy, tôi lấy ví dụ bây giờ trường hợp của một tỉnh nào đấy. Đấy, mức lương đầu vào thì chúng ta bấm vào đây, tôi lấy một tỉnh nào đấy nhé, của tỉnh Lào Cai chẳng hạn này, của thành phố Lào Cai này, thì theo quyết định số 1256/2016 là 2.150.000 đồng cho một tháng, thì chúng ta dùng con số để tính. Đấy, chúng ta dùng con số này để tính. Của một tỉnh khác thì chúng ta chọn tỉnh đấy, các tỉnh ở đây, sau rồi chúng ta chọn các cái thành phố, thị xã, các cái địa danh ở đấy chúng ta chọn. Thế còn với Hà Nội, với Hà Nội thì trong hợp này chúng ta lại phải tính theo cái cách là với Hà Nội chúng ta lại phải sử dụng như sau. Đấy, Hà Nội, Hà Nội thì chúng ta lại sử dụng là chúng ta tại thời điểm mà tôi hướng dẫn cái video này thì Hà Nội sử dụng cái quyết định số 189/2019. Đấy, chúng ta chọn vùng, ví dụ thành phố Hà Nội chẳng hạn. Đấy,
Thì lúc này ấy, cái mức lương đầu vào chúng ta lại phải tính ngược, chúng ta lại phải tính dựa trên trung bình của ba vùng, ra được trung bình chia cho cái hệ số lương bậc 3.5/7 thì ra được mức lương đầu vào. Thì mức lương đầu vào trong hợp này là 2.529.862 đồng đối với thành phố Hà Nội. Đấy, tôi thành Hà Nội, tôi copy tôi paste vào đây, 2.529.862 tôi paste vào đây. Đấy. Tôi nhắc lại là đối với Hà Nội là đưa vào đây như thế này, nhưng mà đối với các tỉnh khác thì chúng ta sẽ xem cái quyết định của tỉnh đấy về cái mức lương đầu vào, hoặc là chúng ta tra ở trên phần mềm dự toán G8 bằng cách là bấm vào đầu vào, chọn mức lương theo vùng, sau đó chúng ta chọn các tỉnh, ví dụ tôi chọn lại Quảng Ngãi chẳng hạn, xong chọn là thành phố Quảng Ngãi chẳng hạn, thì mức lương đầu vào là 2.3 triệu. Đấy, ví dụ như vậy, chấp nhận thì nó sẽ là 2.3 triệu. Thì chúng ta tra đấy. Rồi, mức lương đầu vào trên này. Rồi, thế bây giờ cái chỗ này là một thợ bậc 4/7, hệ số lương này nhân mức lương đầu vào này chia cho một tháng có 26 ngày. Và trong hợp này thì là chỉ có một anh thợ bậc 4/7. Thế cho nên là chúng ta không cần nhân với một nữa làm gì. Chứ còn nếu hai anh thì chúng ta lại phải gấp đôi cái số này lên, có ba anh chúng ta phải gấp ba lần lên, vân vân. Nếu mà họ có 3-4 loại thợ khác nhau thì chúng ta lại phải tính 3-4 lần như thế này, xong cộng dồn vào. Đấy. Như vậy chúng ta đã tính được 5 thành phần: khấu hao, sửa chữa, chi phí khác, nhiên liệu, năng lượng, và cái cuối cùng thứ 5 là chi phí lương thợ lái máy. Thì như vậy là để đơn giá ca máy sẽ tính được như sau. Đơn giá ca máy đồng, chúng ta sẽ cộng 5 thành phần lại đúng chưa, bằng cuối cùng đầu tiên là chi phí khấu hao đúng chưa, cộng với cả chi phí thứ hai là chi phí sửa chữa, cộng với cả chi phí thứ ba là chi phí khác, cộng với cả chi phí nhiên liệu, cộng với cả chi phí nhân công lái máy. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được cái con số cuối cùng ở đây. Tôi bôi màu xanh này, bold này, underline, chúng ta cùng nhìn không? Đó, ra được là 1.000.000. Bỏ bớt cái này đi. 1.592.765 đồng. 1.592.765 đồng. Ở đây. Đấy. 1.592.765 đồng ở đây. Đấy. Lưu ý rằng là khi mà chúng ta trình bày thì đây là cái bài tập để giúp các bạn hiểu thôi. Chứ còn khi chúng ta trình bày thì chúng ta nên trình bày là khấu hao này, sửa chữa này, sau đó đến nhiên liệu năng lượng này, rồi lương thợ lái máy, và cuối cùng mới là chi phí khác. Ở đây thì tôi trình bày ngược một chút vì cái chi phí khác này về cơ bản nó tương đối giống với cả chi phí sửa chữa và chi phí khấu hao, cho nên tôi để cùng một chỗ để chúng tôi hướng dẫn cho chúng ta hiểu bài cho nó dễ thôi. Ok chưa ạ? Như vậy là tôi đã kết thúc cái phần tính đơn giá ca máy bằng tay trên Excel. Lưu ý rằng ở đây thì vừa rồi tôi có một cái file Excel để mà tính ra được 741 triệu này này. Thì là tôi sử dụng cái số liệu nguyên giá của tỉnh Điện Biên. Thì là do lúc đó trên máy của tôi ấy, tôi để mà cái file mẫu giá ca máy của Điện Biên để tôi tính. Thế còn nếu mà tính của Hà Nội thì đương nhiên chúng ta phải tính cho Hà Nội chứ không phải tính cho Điện Biên. Nhưng mà thôi thì làm một cái file Excel này. Cái file Excel này chỉ là cái file mà để tôi hướng dẫn cái việc xác định nguyên giá thôi. Đấy, và lưu ý rằng là làm ở tỉnh nào phải xác định nguyên giá ở với tỉnh đấy. Đấy, ok. Đấy. Tiếp theo sang phần, như vậy là vừa rồi chúng ta đã sang phần thứ ba là phần thực hành đơn giá ca máy bằng tay trên Excel. Bây giờ chúng ta thao tác tính giá ca máy trên phần mềm dự toán G8 là cái phần mềm rất là dễ dùng, rất là phổ biến, gần như là Bắc Trung Nam thì công ty nào cũng dùng, chủ đầu tư nào cũng dùng. Tính năng thì rất là mạnh. Đấy, thì tôi sẽ dẫn sử dụng trên phần mềm dự toán G8. Đây. Tôi chọn một tỉnh khác đi. Đây. Ví dụ bây giờ công trình của chúng ta nhập hết các đầu việc từ công tác số 1, số 2, công tác số 100, 1000, công tác cuối cùng. Sau chúng ta nhập khối lượng xong thì chúng ta bấm sang đầu vào. Đấy. Nhấn đầu vào.
Đầu vào thì đầu tiên chúng ta phải nhập cái mức lương đầu vào đây. Tôi nhắc lại, bấm vào đây. Đấy, chọn tỉnh mà chúng ta mong muốn. Thì thông thường tỉnh ở bên công trình là cái gì thì đây là điền sẵn. Chúng ta chọn thành phố huyện. Đấy, tôi chọn ví dụ như là thành phố Lào Cai. Chấp nhận thì nó ra được cái mức lương đầu vào đây là 2.150.000. Các tỷ lệ phụ cấp ở đây thì thông thường là bằng 0. Trừ trường hợp mà tỉnh quy định thì có thể là phụ cấp vùng sâu, vùng xa, khó khăn đắt đỏ thì chúng ta nhập vào đây. Có trường hợp đặc biệt mà người ta quy định thì chúng ta điền đây. Nhưng thông thường thì không có. Mà cùng lắm chỉ có vùng sâu, vùng xa chúng ta điền ở cái dòng số 19, ở cái số tự 10 này, dòng số 19 là có thôi. Trong hợp này không có thì thôi, thì để bằng 0 hết. Tiếp theo, giá diesel, giá điện, giá mazut thì chúng ta điền vào đây. Giá diesel. Như vừa rồi thì diesel tôi tính ra được là bao nhiêu nhỉ? Diesel tôi tính ra được là đây 13.545,5. Giá diesel 13.545,5 đồng. Đấy. Nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn kích vào đây để xem giá xăng dầu nhé. Kích vào đây để xem giá điện Bộ Công Thương. Đấy. Giá điện thì kích vào đây. Thì nó mở quyết định 4495 năm 2017 ở Bộ Công Thương, người ta họ công bố. Thì không hiểu sao bây giờ mạng nó hơi chậm, thì các bạn mở ra và các bạn lấy ở trong cái 4495 này nhé. Hoặc sau này có văn bản tương tự thì kích vào đây nó sẽ ra cái văn bản mới, thì chúng ta sẽ điền giá điện vào đây. Như lúc nãy tôi đã dùng cái calculator và tôi đã tính ra được cái giá của điện ở đây là 1479,3 đồng. 1479,3 đồng. 1479,3 đồng. Đấy. Xăng A92 thì chúng ta dựa vào cái website này. Đây, ở đây bây giờ cái 4495 nó lên rồi thì các bạn bấm vào đây để tải về nhé. Lúc nãy tôi đã hướng dẫn rồi. Tôi chỉ hướng dẫn lại thôi. Cái 4495 này này, bấm vào đây để tải về này. Xăng E5 RON 92. Đấy, ví dụ như là vùng 1 là 16.270 đồng. 16.270 là giá sau thuế, thì chúng ta phải chia cho bằng 16.270 chia 1.1. Tôi xem có đúng là 16.270 không? 16.270 đúng rồi, 16.270. Thì ra bằng này. Đấy. Như vậy chúng ta điền xong giá xăng dầu điện mazut diesel đây, xong điền xong ở đây. Thì tiếp theo, cái hệ số nhiên liệu này thì chúng ta sẽ điền lại theo quy định của tỉnh. Điền lại theo quy định của tỉnh. Giống như là cái trường hợp của Hà Nội này. Tôi lấy ví dụ của Hà Nội đây chẳng hạn. Đây, chúng ta điền lại chẳng hạn như này. Đấy. Là bao nhiêu thì chúng ta điền vào. Đấy. Chúng ta xem trong hợp của tỉnh Lào Cai người ta sẽ quy định là bao nhiêu. Cái bảng giá các máy là bao nhiêu, chúng ta điền lại con số này bấy nhiêu. Giả sử là chúng ta đã điền đúng theo cái quy định rồi. Nếu có chúng ta điền vào đây. Tiếp theo chúng ta bấm sang xít máy thì phần mềm sẽ tự động liệt kê. Ví dụ công trình của ta có 7 cái loại máy ở đây, 7 cái loại máy này. Đấy. Thì lúc đầu ấy, cái giá gốc và giá hiện tại, giá tháng nó bằng nhau. Và hai cái này là màu nó không có thay đổi gì cả, đều là màu đen. Và đây chỉ là con số thôi chứ không có công thức nào cả. Đó. Thế bây giờ chúng ta bấm sang máy thì nó tính từng loại máy. Máy thứ nhất tính đây, máy thứ hai tính đây. Và cái máy cuối cùng là máy ủi, máy số 7. Máy ủi nó tính ở đây và đơn giá nó ở đây. Đây chúng ta xem từng máy một nó tính này, nhiên liệu này. Đấy, là diesel. Đấy, tiền nó tính đây ạ, 37 lít diesel nhân giá của diesel nhân hệ số 1.05 chẳng hạn. Đấy. Lương thợ lái máy là cần cẩu 10 tấn thì là lái nhóm xe nhóm 2 bậc 1/4 đây. Đấy, thì nó tính đây. Hệ số lương nhân mức lương đầu vào chia 26 ngày. Đấy. Đấy. Tiếp theo lại một anh lái xe nhóm 2 bậc 3/4 cũng lại tính ở đây. Xong rồi là chi phí nhân công nó sẽ cộng dồn hai ngày lại. Hai anh bậc nhóm 2 bậc 1/4 và nhóm 2 bậc 3/4 cộng lại. Tiếp theo là chi phí khấu hao sửa chữa, chi phí khác, đây chi phí khấu hao chẳng hạn này. Đấy, thì nó sẽ lấy là cái số ca 1 năm. Đây công thức nó tính đây. Đấy. Như cái bài tập trên lý thuyết tôi đã hướng dẫn. Và cuối cùng đơn giá các máy thì nó cộng tổng lại. Đấy. Nó cộng tổng 5
9, 14. 5 là gì ạ? 5 là cái 7, 9, 14. 7, 7 là nhiên liệu, 9 là nhân công, lương thợ đánh máy. Và 14 là gì? Là bao gồm cả khấu hao, sửa chữa, chi phí khác. Và cộng lại thì ra được đơn giá cả máy ở đây. Đấy. Lưu ý ở đây có mục là nguyên giá máy. Nguyên giá máy này thì là có hai mục. Một là 06 năm 2010. Đấy, thì là tôi nhắc lại, nó là cái phụ lục ở trong thông tư 06 năm 2010 cũ để chúng ta đưa vào. Nó sẽ đưa vào cái cột nguyên giá này. Còn trong hợp mà tỉnh công bố cái bảng giá cả máy thì G8 sẽ nhập sẵn. Ví dụ bảng giá cả máy 2422 năm 2016 của Lào Cai thì G8 sẽ nhập sẵn cái nguyên giá cả máy vào đây cho chúng ta, để chúng ta không phải nhập. Tất nhiên nếu trong hợp mà bạn có cái nguyên giá máy dựa theo cái nguyên giá mà chúng ta mua trên hóa đơn chứng từ, hóa đơn đỏ, thì chúng ta sẽ nhập cái nguyên giá bao gồm tiền mua máy, tiền vận chuyển, tiền lắp đặt, chuyển giao công nghệ, vân vân, thì chúng ta cộng tổng lại, chúng ta ra được cái con số mà bên kế tài chính kế toán ấy họ đưa hóa đơn chúng ta nhập vào đây thì cũng được. Đấy. Nhưng mà thông thường thì ít khi làm như thế, mà sẽ lấy cái nguyên giá mà do tỉnh công bố, hoặc là tỉnh công bố trong cái bảng giá cả máy. Đấy. Ví dụ như Lào Cai là 2422 năm 2016 ở đây. Đấy. Thì chúng ta tính. Máy nào nó cũng tính đủ 5 thành phần: nhiên liệu, lương, khấu hao, sửa chữa, chi phí khác, mà nó cộng tổng lại ra ở đây. Ok chưa ạ? Tuy nhiên khi mà tính xong thì ở cái giá tháng này, cái cột này nó không có thay đổi gì cả, nó vẫn bằng giá gốc. Tại sao thế? Vì là chúng ta chưa bấm link máy, là chúng ta link. Thì nó hỏi có chắc chắn là link sang cái bên giá tháng hay không? Yes. Thì lúc đó bên giá tháng này nó sẽ thay đổi. Đấy, màu nó thay đổi và công thức nó sẽ bằng gì ạ? Ô máy K6, ô máy K18 đến ô máy K68, 618, 68 đúng chưa? Chúng ta kiểm tra. 6K. K chính là cái cuối cùng này, cái đơn giá cuối cùng đây. 6 này, 18 đây. 200.000 đây. Và cái cuối cùng đây là 68 đây, K68 đúng chưa? Đây, K68. Ô này bằng K68 nó linh sang. Đấy. Và lúc này nó có sự chênh. Cái chênh này sau này nó sẽ dùng để nó tính các cái như là chênh lệch giá cả máy ở đây. Đây nó bằng cái giá hiện tại trừ giá gốc. Giá hiện tại trừ giá gốc, hoặc là tính chiết tính. Đơn giá chi tiết thì cái đơn giá cả máy này nó sẽ sử dụng là giá tháng F21, giá tháng F25, can chôn mở móc vuông, là chúng ta sẽ thấy cái cột F ấy chính là cái giá mà chúng ta tính được. Đấy, giá hiện tại. Ok chưa? Hoặc là chúng ta tính hồ sơ đấu thầu vân vân chẳng hạn, thì cái giá này sẽ được sử dụng để tính toán. Đấy, chứ không phải sử dụng giá gốc này. Ok. Đấy. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái việc tính đơn giá cả máy cho các tỉnh. Đấy. Tuy nhiên là có những cái trường hợp mà có những tỉnh mà họ lại công bố sẵn. Đấy, ủy ban tỉnh hoặc là sở xây dựng họ công bố sẵn cái bảng giá cả máy và thiết bị thi công, thì trong hôm nay chúng ta không cần phải tính nữa, thậm chí là không được tính nữa, mà chúng ta phải sử dụng cái đơn giá cả máy do tỉnh công bố để chúng ta áp vào. Thì bây giờ tôi sang mục cuối cùng là mục áp đơn giá cả máy do tỉnh, do thành phố, do sở xây dựng công bố sẵn. Tôi lấy ví dụ như trường hợp này của tỉnh Hà Nội, 689 của Hà Nội đây. Quyết định số 689 năm 2017, mùng 9 tháng 2 năm 2017 về việc công bố đơn giá cả máy thiết bị thi công của thành phố Hà Nội. Thế thì trong cái bảng giá cả máy này thì Hà Nội công bố là như thế này. Thành phố Hà Nội công bố là như thế này. Là các loại máy đây. Cột đơn giá cả máy là cột cuối cùng, là cột tổng số. Và đây chỉ có mỗi lương thợ không thôi, chứ không có nhiên liệu, không có khấu hao, không có sửa chữa. Thì chúng ta không cần quan tâm cái cột lương thợ này, chúng ta quan tâm mỗi cái tổng số này. Ví dụ máy đào một cái bánh xích là 1.498.060 đồng cho 1 ca. Vâng, thì chúng ta sẽ lấy cái con số ở cái cột tổng số này để chúng ta áp vào. Có hai cách để chúng ta áp. Cách thứ nhất là chúng ta nhìn con số này, chúng ta nhập tay vào. Nhưng mà cách này hơi lâu. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm G8 để chúng ta áp. Bây giờ đang ở tỉnh Lào Cai, tôi làm một cái công trình khác của Hà Nội. Đấy. Tôi tạo công trình khác của Hà Nội. Tôi để chọn tỉnh thành phố là Hà Nội. Đấy. Sau đó thì tôi giả thiết rằng là tôi đã có một số cái đầu việc đây rồi. Và chúng ta nhập hết các đầu việc, nhập khối lượng xong, nhập hết từ đầu đến cuối xong, chúng ta sẽ chuyển sang xin giá tháng. Thì lúc đầu thì hai cột giá gốc và giá tháng, giá hiện tại nó sẽ bằng nhau và nó không thay đổi gì cả, đều là màu đen cả. Và chúng ta nháy phải chúng chọn là lắp lại giá cả máy. Lắp lại giá cả máy.
chúng ta sẽ tìm đến cái giá cả máy mà tỉnh công bố mới nhất. Ví dụ như là trong hợp này tính đến đầu năm 2019 thì vẫn là cái 689 năm 2017. Sau này nếu như mà có bảng giá cả mới, ví dụ như là số 690 năm 2019, 2020, 2021 chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ bổ sung. Và trong này nó sẽ có những cái bảng giá cả máy mới đấy, ví dụ như là 690 năm 2019 chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta bấm chấp nhận. Trước khi đến bấm chấp nhận thì ở đây có cột là ghi chú nguồn gốc xuất xứ thì đang là trống. Và đây có một cái là điền ghi chú. Ý là chúng ta sẽ điền cái ghi chú lấy ở cái này này vào đây. Có thay tên vật tư, có thay tên máy không thì thông thường là không cần. Và thay cho gì? Thay cho giá gốc hay giá tháng thì thông thường là chúng ta để theo giá tháng nhé, bởi vì cái giá gốc này là lấy theo tỉnh quy định khi mà ban hành cái đơn giá các cái đơn giá phần xây dựng, phần lắp và khảo sát ấy, nó có sẵn rồi thì chúng ta không nên thay cho cái cột giá gốc này. Không nên thay cho cột giá gốc mà chúng ta nên thay cho cột giá tháng. Đấy. Ok chưa? Thì phần mềm đã để sẵn tất cả những cái thứ mà mặc định là chuẩn rồi. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta đừng chọn. Chúng ta chỉ chọn khi mà chúng ta biết chính xác là cái gì thì chúng ta phải chọn. Ok chưa? Trong lần này chúng ta chọn giá máy 689/17 chấp nhận. Thì lúc này ấy, cái giá này nó đổi màu xanh màu đỏ là cái con số này này. Nó đã được áp theo cái gì ạ? Đây ạ, ghi chú nguồn gốc xuất xứ ạ, là theo ạ giá ca máy số 689 năm 2017. Đấy. Thì khi này sau đó chúng ta lưu cái công trình lại. Đấy, 3 tháng sau, 1 năm sau, 4 5 năm sau chúng ta mở lại thì nó vẫn ghi theo cái này. Đấy, để chúng ta biết được cái con số này này chúng ta lấy đâu ra, là chúng ta lấy ở 689 năm 2017 bộ dự vận hành. Nếu các bạn sửa các con số này đi thì các bạn nên là ghi lại cái ghi chú này cho đúng, chứ đừng có là sửa con số này sau đó các bạn lại để nguyên cái chữ này thì không nên, bởi vì như vậy thì sau này chính chúng ta sẽ không hiểu là chúng ta lấy cái nguồn nào cả, chúng ta bị nhầm lẫn. Ok chưa ạ? Như vậy tôi nhắc lại, đối với các trường hợp mà tỉnh họ công bố sẵn cái bảng giá cả máy thiết bị công theo thời gian, năm 2019 họ ban hành một bảng giá cả máy mới, 2021 một bảng mới, thì chúng ta sẽ nháy phải chọn lắp lại giá cả máy, sau đó chọn cái bảng giá cả máy mới đấy. Chọn bảng giá cả máy mới nhất đấy, bấm chấp nhận, thế là xong. Thì nó sẽ đưa đây chúng ta và chúng ta không phải nhập tay. Và cái giá này ấy sẽ được đưa để tính toán các cái chênh lệch máy, nó đưa vào giá hiện tại để tính chênh lệch. Đấy. Nó sẽ được đưa ra để mà tính đơn giá chi tiết, ví dụ lấy cột F, giá tháng cột F đúng chưa ạ? Giá tháng cột F đúng chưa ạ? Cột F chính là cái cột đây. Cột này là cột giá chúng ta lấy theo cái giá đã áp. Hoặc là tính chiết tính dự thầu nó sẽ lấy theo cái giá này nó tính. Ok chưa ạ? Đấy. Tuy nhiên đối với những tỉnh như thế này thì thông thường là họ sẽ yêu cầu chúng ta phải tính ngoài cái giá được áp này, thì theo thời gian thì lương người thợ có thể thay đổi, theo thời gian thì cái giá dầu, diesel, giá xăng E5, A92 rồi là giá điện nó sẽ thay đổi, thì chúng ta phải làm một phép nữa, đó là tính bù giá nhiên liệu và lương thợ lái máy. Bù nhiên liệu thợ lái máy thì các bạn sẽ xem thêm ở cái video tính bù nhiên liệu thợ lái máy cho chi tiết. Chứ trong video này tôi tập trung vào việc tính toán giá cả máy đây thôi, chứ không tập trung vào cái việc mà tính bù nhiên liệu để đưa cộng thêm cái bù nhiên liệu này. Thì các bạn tìm xem tôi giúp tôi trên trang web dự toán g8.com ấy, nó sẽ có cái mục là tính bù nhiên liệu, trong video nó sẽ có cái tính bù nhiên liệu, bù giá nhiên liệu và bù lương thợ lái máy, chúng ta tham khảo thêm. Đấy. Đấy. Rồi. Tuy nhiên ở Hà Nội khi mà chúng ta đã áp giá ca máy theo công bố của tỉnh thì chúng ta thấy rằng ở đây chỉ là con số cố định, bởi vì là nó lấy theo cái bảng giá ca máy của tỉnh công bố, nó không còn công thức link sang cái này nữa, không còn công thức link tới đây nữa. Cho nên là đối với những tỉnh như thế thì cái sheet máy này chúng ta không được phép tính toán và không được sử dụng con số này nữa. Cho nên là chúng ta không cần bấm sang sheet máy để tính toán. Đấy. Coi như là cái bảng máy này là thừa, không cần dùng đến và chúng ta không cần thiết phải kích sang làm gì cả. Bởi vì chúng ta không sử dụng số liệu này để tính toán, mà chúng ta sử dụng cái số liệu ở trong cái quyết định của tỉnh. Đấy. Ok. Đấy. Như vậy là tổng kết lại thì ở bài học số 3 này tôi đã hướng dẫn chúng ta trọn vẹn 5 cái vấn đề về bảng giá cả máy, rồi về công thức tính theo thông tư 06/2016 bộ xây dựng ban hành, rồi là chúng ta đã thực hành việc tính đơn giá cả máy bằng tay trên Excel,
chúng ta được thao tác trên phần mềm dự toán rồi và được áp đơn giá cam máy do một tỉnh đó họ công bố. Bây giờ các bạn có thể tự làm thêm một cái bài tập nữa, thì tôi gợi ý các bạn ghi là chúng ta sẽ nhìn ra công trường. Nếu như các bạn đang thi công, chúng ta nhìn vào cái hồ sơ thiết kế, chúng ta xem là khả năng cái nhà thầu, đơn vị xây lắp sẽ sử dụng loại máy nào để thi công, thì các bạn sẽ tính cho tôi độ khoảng 2 đến 3 cái loại máy đó. Ví dụ bạn nhìn ra công trường, bạn nhìn thấy một cái máy máy cạp đất chẳng hạn, thì cho tính cho một cái máy cạp đất. Bạn nhìn thấy một cái máy vận thăng hay một cái cầu tháp chẳng hạn, thì bạn tính cho cái máy cầu tháp đấy, vận thăng đấy. Hay đơn giản nhất là bạn nhìn họ đang đầm cát chẳng hạn, đầm một cái khu vực sân nhỏ chẳng hạn bằng cái máy đầm cóc, thì bạn tính thử cho tôi là đơn giá của máy đầm cóc đấy là bao nhiêu, gồm có 5 cái thành phần là bao nhiêu, và cố gắng bạn tính cho tôi từ 2 đến 3 cái loại máy khác nhau để cho thành thạo. Và lưu ý rằng là chúng ta cần phải thực hành tính trị bằng tay trên Excel trước, sau đó bạn thao tác tính trên dự toán G8 sau. Ok. Cái bài học số 3 đến đây là kết thúc. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn. Và sau này nếu như có chúng ta chưa hiểu gì, chúng ta cần thắc mắc hay là trao đổi thêm, thì các bạn sẽ vào đây để các bạn gửi thông tin cho chúng tôi. Đây, các bạn vào phần mềm G8, vào trang vào cái mục đâu, đóng góp ý kiến với dự toán G8 Hoàng Hà, hoặc là bạn vào đây xong rồi bạn vào mục liên hệ thì cũng thế thôi, bạn bấm liên hệ thì các bạn có thể gọi số điện thoại trực tiếp đến công ty theo các số này vào giờ hành chính, tức là từ 8 giờ sáng đến 17 giờ đấy. Đấy, hoặc là các bạn có thể gọi đến các cái số hotline, các số điện thoại di động ở đây để mà chúng tôi hỗ trợ giải thích thêm. Nếu như mà các cái hỗ trợ giải thích bằng điện thoại này có vẻ chưa ổn lắm, chưa thỏa đáng lắm, thì bạn hãy gửi cho chúng tôi một cái email. Đấy, một cái email, một cái thư điện tử vào cái địa chỉ dự toán g8a@yahoo.com, và tiện thể thì gửi luôn cả vào cái khoát nva@yahoo.com, cả hai luôn. Bạn copy hai cái này và bạn gửi cho chúng tôi. Đấy, sẽ ghi nội dung cái thắc mắc, cái câu hỏi, và bạn gửi vào mail này. Và ở cuối mail bạn cố gắng cho chúng tôi biết cái tên, họ và tên thì càng tốt. Và rất quan trọng là cái số điện thoại di động của bạn. Mục đích điểm gì để khi mà nếu như mà cái thắc mắc, cái câu hỏi của bạn nó đơn giản, thì chúng tôi sẽ soạn email và gửi lại cho bạn, hướng dẫn cho bạn. Còn những trường hợp mà câu hỏi của bạn nó khó quá, nó dài quá, phải giải thích khá là lâu, thì chúng tôi sẽ dựa trên cái số điện thoại mà bạn cung cấp ở trên email, chúng tôi sẽ gọi lại cho các bạn để mà giải đáp cái thắc mắc của các bạn. Ok. Vâng, một lần cuối thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đã học tập mất cả một buổi sáng. Và tôi rất mong được gặp lại các bạn ở các cái video sau. Và bài sau sẽ là hệ thống định mức. Và cố gắng là chúng ta sẽ cùng nhau để đồng hành, để sau cái khóa học này chúng ta sẽ tính xong được toàn bộ một cái hồ sơ dự toán, tính xong được cái bài thầu để đi đấu thầu, tính được một cái bộ hồ sơ quyết toán để nộp cho chủ đầu tư để thanh toán tiền, thu tiền về, vân vân, hay là tính tổng đầu tư của một cái dự án và công trình. Vâng, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.